27/9/2020 trước bàn thờ Tổ quốc, chúng con xin dâng lời cầu nguyện. Lạy Đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con thoát quả cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cựu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tô luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác thì phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt. Dạ, Pha Lê xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào, anh chị em khắp nơi, trong và ngoài nước. Kính chào tái ngộ cùng tất cả anh chị em. Hôm nay Chủ nhật cũng là đặc biệt phải là live stream để mà đọc thông báo, tại vì có thông báo, có tin vui mà Pha cũng muốn gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em biết, để chúng ta chuẩn bị tinh thần để chào đón một nền tự do mới về trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà trước khi bắt đầu Pha đọc thông báo, Pha xin mời tất cả anh chị em cùng nghe bài hát Việt Nam Đào Minh Quân. Thank you.
hát đã chấm dứt. Và mời tất cả anh chị em nghe bài thơ Mẹ Tôi. Bài thơ Mẹ Tôi. Bông tuyết tà dương thắm thẳm sâu, mẹ chờ công vào thôn xóm chẳng nhớ ngày đêm, chỉ nhớ nguyện cầu nhớ con cay đắng ruột bầu ngày không được gục đầu khóc đêm đến nay hố mắt tinh đen cầu trời mau tôi tắt Nam Quán 1989.
bài thơ mẹ tôi rất là dài. Chắc anh chị em cũng biết là có biết bao nhiêu người mẹ đang chờ trông ngóng những người con xa xứ, những người con đi làm ăn tha phương cầu thực khắp nơi trên toàn thế giới. Vẫn dò dò đợi chờ, không biết rồi những đứa con đó sống như thế nào trên xứ người. Trước năm 1975 thì không có tình trạng đó xảy ra. Nhưng mà sau năm 1975, khi Cộng sản cướp miền Nam, Việt Nam, thì biết bao nhiêu người đã bỏ nước ra đi, trốn chạy Cộng sản, vượt biên, tìm tự do. Và sau 45 năm, người Việt Nam vẫn tiếp tục đi tìm tự do, đi tìm mưu sinh khắp nơi trên toàn thế giới. Những thanh niên thiếu nữ, những người chồng, những người vợ đã rời xa gia đình để đi tìm kế sinh nhai khắp nơi trên thế giới. Tưởng chừng như là sau năm 1975 mà Cộng sản Việt Nam hay gọi là giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng mà giải phóng, nhưng mà tại sao tất cả người Việt Nam của chúng ta vẫn đau khổ, vẫn sống khổ nơi quê nhà và phải tha hương cầu thực? Là tại vì Cộng sản Việt Nam cướp miền Nam để làm lợi cho họ, chứ không phải để làm lợi cho người dân Việt Nam của chúng ta. Thì dĩ nhiên cái cảnh sống lầm than đó sẽ bao trùm trên đất nước Việt Nam của chúng ta. 45 năm ở miền Nam và hơn 80 năm ở miền Bắc, chúng ta đều thấy rất là rõ ràng. Mà khi chúng ta nói tới người mẹ, thì người mẹ Việt Nam rất là đau khổ. Dầu già hay trẻ gì cũng vậy. Tại vì tất cả người mẹ đó không có may mắn sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam áp bức tàn độc, không đem lại cho những người mẹ này có cuộc sống tự do hạnh phúc. Đó là nguyên nhân tại sao có Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện, hay là nói chung là thành lập ở hải ngoại này dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, để thay đổi cái vận mạng đất nước Việt Nam của chúng ta, để cứu vớt tất cả những người mẹ Việt Nam, những người vợ, những cô gái đang sống cực khổ, bị áp bức, bị mất đi nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Và có rất nhiều phụ nữ đang đi làm thê, làm mướn, làm gái nơi xứ người. Đó là một nỗi nhục của những người phụ nữ Việt Nam. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chỉ có mục tiêu duy nhất là giải cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta, không có cái gì khác. Tại vì đất nước Việt Nam tan thương, sắp lọt vào tay của Tàu Cộng với cái mật nghị thành đô. Còn người dân Việt Nam chúng ta đang sống khổ nơi quê nhà, thiếu thốn mọi bề, bệnh thì không có tiền mua thuốc, con cái học hành thì không có tiền để đóng học phí. Và cái môi trường ô nhiễm trầm trọng, rất là nhiều thức ăn, thực phẩm đã bị Tàu Cộng nó đầu độc. Tất cả, hầu như người dân Việt Nam chúng ta sống trong một môi trường ô nhiễm trầm trọng và toàn là chất độc hại. Từ nguồn nước, từ không khí, từ thực phẩm, hầu như cái gì người Việt Nam chúng ta cũng gánh chịu hết cái hậu quả đó. Thì bây giờ chúng ta đã thấy rất là rõ ràng, và Tổng thống Đào Minh Quân cũng có một đường lối rất là rõ ràng là mục tiêu phải giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì 30 năm Đức Quốc Công Tổng thống đã đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam. Cái bài thơ quê mẹ đó Đức Quốc Công đã sáng tác để mà kể lại cái tâm trạng của người phụ nữ Việt Nam, hay là người mẹ Việt Nam đã trằn trọc thâu đêm suốt sáng để chờ đợi những đứa con từ phương xa trở về.
Nhưng mà cái tấm lòng của người mẹ đó sẽ không thất vọng. Và những người con xa xứ sẽ trở về, và sẽ trở về một ngày rất là gần. Đó là nhờ có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của Nam Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đất nước Việt Nam phải được tự do, người dân Việt Nam phải có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Người dân Việt Nam không thể sống hoài với chế độ Cộng sản Việt Nam. Đất nước Việt Nam là địa linh nhân kiệt. Nó mới may mắn là có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mang cái sứ mạng để bảo vệ đất nước, để cứu lấy dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi cái mật nghị thành đô mà Tàu Cộng nó đã dàn dựng lên, nó gài Hồ Chí Minh vào để thôn tính đất nước Việt Nam của chúng ta. Có thể vì đất nước Việt Nam, chúng ta là một đất nước, người dân Việt Nam sống rất là hiền hòa, có đạo đức. Trước khi Cộng sản vào chiếm miền Nam, khi đó là cái phước của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nên trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước đã phò trợ cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đấu tranh 30 năm. Đã sắp thành công. Thì hôm nay, đặc biệt là ngày Chủ nhật, Phà thấy bên Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã ra hai cái thông báo. Mới nhất Phà cũng muốn lên để chia sẻ cho tất cả đồng bào trong và ngoài nước biết những gì mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân làm, nó đã đi tới đâu, và người dân Việt Nam chúng ta phải làm gì trong lúc này để mà được tự do, để hưởng được tất cả những gì mà người Việt Nam cần phải có. Thì bây giờ Pha sẽ đọc thông báo và Pha sẽ giải thích thông báo. Và sau đó Pha sẽ phát một đoạn tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân qua một bài viết của một đồng nhiệm. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe thông báo. Thông báo thay đổi, điều kiện thay đổi hệ sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý. Chắc từ xưa đến nay tất cả đồng bào, anh chị em đã biết là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân kêu gọi toàn dân Việt Nam tham gia trưng cầu dân ý. Bắt đầu từ năm 2016-17 cho đến nay. Thì giờ thời gian đã mấy 3-4 năm nay, chứ không phải là mới đây. Mà bây giờ tại sao lại có sự thay đổi khi sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý? Thì Pha sẽ bắt đầu đọc, rồi Pha sẽ giải thích tại sao có sự thay đổi này. Anh chị em lắng nghe Pha đọc để anh chị em biết là anh chị em nên làm gì, và anh chị em có muốn trưng cầu dân ý hay không. Đó là quyền của tất cả anh chị em. Quyền lợi của anh chị em nằm trong hệ thống trưng cầu dân ý, và quyền lợi của tất cả người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng qua hệ thống trưng cầu dân ý. Anh chị em Việt Nam của chúng ta trong và ngoài nước có quyền chọn lựa. Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không bắt buộc anh chị em phải làm gì trong lúc này. Như Pha đã nói, mấy năm rồi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân kêu gọi đoàn kết, kêu gọi tham gia trưng cầu dân ý để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà người dân Việt Nam chúng ta chưa có ủng hộ hết. Tức có khoảng 6 triệu người đã trưng cầu dân ý để bầu chọn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân làm Tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ mấy năm đã trôi qua, đã thấy lòng dân như thế nào và cái tiến trình để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam thì Đức Quốc Công phải tiến hành. Chúng ta không còn thời gian chờ đợi nữa. Và bây giờ Pha sẽ đọc thông báo, xong thì Pha sẽ giải thích để cho anh chị em thấy, để anh chị em tự quyết định cuộc đời của mình và tương lai của mình. Rồi bây giờ Pha bắt đầu đọc. Xin mời tất cả anh chị em lắng nghe. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim, CA
92814 thông báo. Khoa sẽ đọc cái website ở dưới cái thông báo này, www.đontổngthongviếtdinhliền.com. Thay đổi điều kiện sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý ngày 26 tháng 9 2020. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, theo kế hoạch dự trù, kể từ ngày 15 tháng 10 2020, Bộ Nội vụ sẽ bắt đầu thu lệ phí điều hành hệ thống trưng cầu dân ý. Nhưng vì đây là dịp kỷ niệm 10 năm Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân được quý vị dân biểu liên bang Hoa Kỳ mời đến thư viện Nixon tại Yorba Linda để hội kiến với Đức Quốc cụ Edward Nixon cùng với những vị tướng lãnh, các chính khách cùng với giới đại tài phiệt Hoa Kỳ và quốc tế để công bố chủ quyền quốc gia Việt Nam tại Biển Đông vào ngày 15 tháng 10, 2010. Do đó, theo lệnh của Đức Quốc Công, để giúp đỡ đồng bào nội địa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục miễn phí cho những đồng bào quốc nội có tổng số tài sản dưới 1.000 US, tức là 1.000 Mỹ Kim. Những vị này vẫn tiếp tục được miễn đóng lệ phí sử dụng trưng cầu dân ý, cái hệ thống trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, những người đang cư ngụ tại Việt Nam có giá trị tài sản trên 1.000 Mỹ Kim sẽ phải trả lệ phí như sau. Mỗi khi sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý, sẽ phải đóng lệ phí 10 đô la Mỹ, tức là 10 Mỹ Kim. Bây giờ pha lại lẫn lộn, thấy là pha đọc tiếng Anh quen rồi, xin lỗi. Để được cấp số thẻ căn cước, tức là ID number. Thứ hai, sau 30 ngày, tức là sau 12 giờ trưa ngày 15 tháng 11 2020, lệ phí sẽ được tăng lên là 100 Mỹ Kim. 3. Mỗi khi cho tin tức sai lệch sẽ phải đóng 50 Mỹ Kim để được chỉnh sửa hay xóa để sử dụng lại. 4. Những ai bị khám phá khai gian về tổng số trị giá tài sản sẽ bị phạt dạ là 100 Mỹ Kim. Nếu không đóng được tiền phạt dạ thì sẽ bị cưỡng bức lao động theo khả năng và điều kiện sức khỏe để đền bù. Đối với những Việt Kiều, Kiều bào hải ngoại hay những người Việt đang xuất ngoại công tác nước ngoài hay đang cư ngụ ngoài lãnh thổ Việt Nam, nếu muốn sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý để được cấp phát thẻ căn cước Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, sẽ phải trả lệ phí như sau. 1. Kể từ sau ngày 15 tháng 10, 2020, mỗi khi sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý, sẽ phải đóng lệ phí 100 Mỹ Kim để được cấp số thẻ căn cước ID number. 2. Sau 30 ngày, tức là sau 12 giờ khuya ngày 15 tháng 11, 2020, lệ phí sẽ được tăng lên là 500 Mỹ Kim. 3. Mỗi khi cho tin tức sai lệch, sẽ phải đóng 50 Mỹ Kim để được chỉnh sửa hay được xóa để tái sử dụng lại hệ thống trưng cầu dân ý. Đối với những người từng là thành viên hay là những người đã được cấp số ID Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa rồi nhưng lại vi phạm hiến pháp, luật lệ hay đã xúc phạm đến vị lãnh đạo quốc gia, bị tước bỏ quyền công dân, nếu muốn được tái cứu xét làm công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải nộp phạt 20.000 Mỹ Kim.
và phải hoàn tất ít nhất 90% của 200 câu hỏi trong bài thi tuyển công dân trong hệ thống trưng cầu dân ý. Thưa lệnh Đức Quốc Công, chúng tôi đặc biệt vinh danh những đại biểu anh thư hào kiệt đã kiên cường phấn đấu không ngừng thiết giảng đóng góp tâm đức làm rạng rỡ danh thơm tiếng tốt cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đại biểu Pha Lê, đại biểu Triệu Lệ Trinh, xướng ngôn viên Đỗ Tiết, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc, đại biểu Patrick Nguyễn. Đồng thời vinh danh những tướng lãnh với những cấp chỉ huy đã đóng góp tâm đức để có được thành quả như hôm nay. Trung tướng Lâm Ái Huệ, Thiếu tướng Trần Khánh, Thiếu tướng Hoàng Tôn, Thiếu tướng Đào Kim Quang, Chuẩn tướng Quỳnh Kim Tỷ, Chuẩn tướng La Thị Ngọc Duyên, Chuẩn tướng Nguyễn Nhanh, Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Đại tá Đỗ Đức Thình, Đại tá Võ Kim Lan, Đại tá Ninh Bùi, Đại tá Nguyễn Vĩnh Phúc, Đại tá Hứa Tường Văn, Đại tá Tommy Thắm Quỳnh, Trung tá Trần Văn Ấm, Thiếu tá Tô Văn Đức, đồng nhiệm Nguyễn Rồi và biết bao tướng tá đại biểu thành viên khắp nơi trong nội địa đang cố gắng ra sức trao dồi kiến thức, vận động quần chúng để chuẩn bị cho ngày toàn quốc khải hoàn khao, rất xứng đáng được khen thưởng và vinh danh, nhưng vì lý do đặc biệt nên chưa công bố. Lệ phí sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý sẽ bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 15 tháng 10, 2020. Trân trọng thông báo Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Pha sẽ đọc xong cái thông báo, bây giờ chúng ta bắt đầu giải thích để cho anh chị em tự quyết định cuộc đời của anh chị em nha. Cái thông báo này có cái đường link trưng cầu, có cái đường link là đón tổng thống.com. Đây là cái đường link cho tất cả anh chị em nào muốn ghi danh để mà đón tổng thống trong ba cái địa điểm là phi trường Tân Sơn Nhất, cảng Cam Ranh và còn một dinh ở Dinh Độc Lập, tức là ba cái nó theo thứ tự Tân Sơn Nhất, Dinh Độc Lập và cảng Cam Ranh. Thì nếu anh chị em nào muốn mà đón tổng thống đăng ký thì anh chị em vào đó để đăng ký. Cái trang là www.đontổngthong.com. Và bây giờ Pha bắt đầu giải thích thay đổi điều kiện sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý. Cái thông báo này rất là mới. Mới chỉ ra mới có chưa được 24 tiếng đồng hồ. Thì đây là cái điều lệ thay đổi. Cái trưng cầu dân ý là cái quyền lợi của tất cả người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Từ hồi trước tới giờ mấy năm nay, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cho tất cả đồng bào Việt Nam khắp nơi trưng cầu dân ý không có tính lệ phí. Tức là cho anh chị em có quyền bầu chọn bất cứ giờ nào mà không cần phải trả lệ phí nào. Nhưng mà tại sao lại có cái sự thay đổi này? Thì một chút nữa Pha sẽ đọc cho anh chị em nghe cái thông báo kế tiếp là tu sửa Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Đó là nguyên nhân tại sao cái hệ thống trưng cầu dân ý này đã thay đổi cái lệ phí. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã chờ đợi tất cả đồng bào trong và ngoài nước đã 4 năm nay để cho anh chị em nói lên tiếng nói của mình, tham gia trưng cầu dân ý là những anh hùng của dân tộc. Dám đứng lên, dám nói lên tiếng nói của mình để giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Nhưng mà 4 năm đã trôi qua thì vẫn có số đồng bào trưng cầu dân ý là khoảng 6 triệu hay là hơn 6 triệu đã ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân. Tức là bầu chọn Tổng thống Đào Minh Quân làm Tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sau khi Tổng thống đã nhận trọng nhiệm Tổng thống vào ngày 11 tháng 11 2018.
Đó là nói lên tấm lòng của tất cả đồng bào trong và ngoài nước vẫn tiếp tục ủng hộ Tổng thống để giải thể cho được chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Và bây giờ thì cũng gần kề cái ngày 15 tháng 10. Cái ngày này là cái ngày Tổng thống Đào Minh Quân đã được mời đến Thư viện Nixon diện kiến với Đức Quốc cụ Edward Nixon, với những vị tướng lãnh, những chính khách, những tài phiệt của Hoa Kỳ và quốc tế để công bố chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông đó, kỷ niệm 10 năm. Vì cái ngày đại hội đó đó là nói lên cái sự chính danh và song hành của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức có tiếng nói mạnh trên đường quốc tế. Thì ngày 15 tháng 10 2010 cho đến 2020 là đúng 10 năm. Thì sau khi Tổng thống đã tuyên bố tại Thư viện Nixon, sau đó 2015 vào ngày 25 tháng 10, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã ký sắc lệnh để cho tất cả những chiến hạm của Hoa Kỳ và đồng minh tiến vào Biển Đông mà họ ở đó cho đến hôm nay. Đây là sức mạnh của quốc tế, của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và nhân dịp kỷ niệm 10 năm này thì có sự thay đổi qua cái hệ thống trưng cầu dân ý. Thì tại vì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang tiến hành để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam rất là gần. Nếu không có gì trở ngại thì chỉ vài tháng nữa anh chị em sẽ thấy cái sự thay đổi. Đã chờ đợi tất cả tiếng nói của đồng bào trong và ngoài nước rất là lâu. Cái đó là cơ hội để cho anh chị em Việt Nam của chúng ta nổi lên cái tinh thần yêu quê hương đất nước để dẹp bỏ cái chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không có thể nào chờ đợi người dân Việt Nam hoài như vậy. Tổng thống đã chờ đợi 30 năm khi bắt đầu nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cho đến hôm nay đã 30 năm. Không lẽ Tổng thống Đào Minh Quân phải ngồi chờ thêm 10 năm nữa hay là 5-7 năm nữa thì đất nước Việt Nam của chúng ta đã lọt vào tay Tàu Cộng. Chúng ta không có cách nào để giải cứu đất nước Việt Nam và giải cứu dân tộc Việt Nam cả. Đã đến lúc chúng ta phải hành động. Đã đến lúc chúng ta phải đòi lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Bằng cách nào thì để cho những nhà lãnh đạo tài ba lỗi lạc của thế kỷ này để mà giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam và dẹp luôn Cộng sản Tàu. Nên cái hệ thống sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý này có sự thay đổi. Anh chị em vẫn có thể tiếp tục trưng cầu dân ý. Bây giờ anh chị em nghe pha lượt lại. Nếu mà tất cả đồng bào ở trong nước sau bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 2020 này, tức là còn khoảng 2 tuần nữa thôi, hơn 2 tuần nữa. Nếu mà đồng bào ở trong nước tài sản dưới 1.000 Mỹ Kim thì vẫn tiếp tục trưng cầu dân ý, sử dụng cái trưng cầu dân ý này thì hoàn toàn miễn phí. Tức là những đồng bào mà chưa có tham gia trưng cầu dân ý thì cái tài sản dưới 1.000 Mỹ Kim thì vẫn tiếp tục vào hệ thống trưng cầu dân ý mà không cần phải trả một lệ phí nào. Đó là dành riêng cho những người dưới 1.000 tài sản. Và không biết là kê khai như thế nào thì thời gian tới thì anh chị em sẽ biết là kê khai tài sản như thế nào. Thì ở đây cái thông báo này chỉ giải thích như vậy. Thì tài sản thường là có thể là tất cả những gì anh chị em có. Tuy nhiên những người mà đang cư ngụ tại Việt Nam có tài sản trên 1.000 Mỹ Kim phải trả lệ phí. Tức là bây giờ anh chị em vào lên chút rồi đó. Nếu mà dưới 1.000 thì còn ngại một chút. Bây giờ trên 1.000 là bắt đầu vào thì anh chị em phải trả lệ phí và trả như thế nào. Và nãy Pha đã đọc rồi, bây giờ Pha giải thích. Mỗi khi sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý để lấy cái ID, tức là lấy cái mã số căn cước đó, thì phải đóng 10 Mỹ Kim.
Nào hồi trước giờ anh chị em tham gia trưng cầu dân ý miễn phí mà anh chị em không tự làm, bây giờ chờ lâu quá thì cái gì nó cũng có một cái thời gian quy định. Giống như những cái công ty mà nó ra nó bán đồ, mới đầu á nó bán quảng cáo cho mình rất là rẻ, nhưng mà sau đó nó bán bằng giá luôn. Thì bây giờ nếu mà tài sản trên 1.000 thì bây giờ phải trả 10 đồng Mỹ Kim nha. Vậy là anh chị em là ship vào hàng dạo thì chắc anh chị em cũng không ngại chứ. Nếu mà anh chị em muốn trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, tại vì cái quyền lợi của người công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa rất là nhiều chứ không phải lợi ích. Đó là nguyên nhân tại sao chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã ra cái quyết định này. Và hai, tức là sau 30 ngày, tức là sau 12 giờ khuya ngày 15 tháng 11 2020, tức là 30 ngày đó, cái thu lệ phí là bắt đầu ngày 15 tháng 10. Bây giờ 30 ngày sau, tức là 1 tháng sau, thì lệ phí sẽ tăng lên là 100 Mỹ Kim. Thì bây giờ anh chị em muốn trưng cầu dân ý, một là anh chị em trưng cầu dân ý bây giờ không có tốn tiền cho tới ngày 15 Tây, và sau 15 Tây đó thì anh chị em giàu thì trả 10 đồng, còn nếu anh chị em nghèo thì vẫn miễn phí. Còn nếu sau 1 tháng, tức là tháng 11, ngày 15 tháng 11 2020 này, thì lệ phí sẽ tăng lên 100 Mỹ Kim mỗi khi mà anh chị em trưng cầu dân ý. Bây giờ là đang từ từ lên cấp độ cao nha. Bây giờ thứ ba là nếu mà anh chị em vào hệ thống trưng cầu dân ý đó, anh chị em cho cái thông tin sai, tức là anh chị em bấm tùm lum á, bấm bậy bạ đó, không phải là cái người thật của anh chị em đó, thì anh chị em phải đóng 50 Mỹ Kim. Tức là sai ngày tháng sai ha, địa chỉ sai ha, tên tuổi sai gì không cần biết, anh chị em sai cái gì nếu anh chị em không bấm đúng tên tuổi của mình, ngày tháng của mình, thì anh chị em phải trả 50 Mỹ Kim để được chỉnh sửa và xóa để sử dụng lại trưng cầu dân ý lại. Rồi bây giờ đã tới 50 rồi, bây giờ thứ tư, nếu ai bị khám phá là khai gian về tổng số giá trị tài sản sẽ bị phạt dạ 100 Mỹ Kim. Tức là anh chị em tài sản anh chị em nhiều mà anh chị em khai có dưới 1.000 đó, thì chính phủ sẽ điều tra. Nếu anh chị em khai gian thì anh chị em sẽ bị phạt dạ 100 Mỹ Kim. Nếu không đóng tiền phạt dạ này thì sẽ bị cưỡng bức lao động theo khả năng và điều kiện sức khỏe để đền bù. Cái này giống ở Úc rồi đó nha. Ở Úc này tự do cũng có cái đó nữa đó. Thì tại vì anh chị em không có tiền đóng thì anh chị em phải đi làm để đền bù. Bây giờ nói tới Việt kiều nha, những người giàu sang ở hải ngoại nè. Việt kiều, kiều bào ở hải ngoại, hay là những người người Việt mà đang xuất ngoại đó, có công tác ở nước ngoài hay đang cư ngụ ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, nói chung là ra khỏi đất nước Việt Nam mình đó, nếu sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý để được cấp phát thẻ căn cước đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải trả lệ phí như sau. Cái này hồi nãy là chúng ta nói người trong nước, bây giờ chúng ta nói những người giàu ra hải ngoại nha. Một là sau ngày 15 tháng 10 2020, mỗi khi sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý sẽ phải đóng lệ phí 100 Mỹ Kim. Tức là sau ngày 15 tháng 10 nha, chỉ còn có 2 tuần, hơn 2 tuần nữa thôi. Để được cấp số thẻ căn cước ID number đó. Hai, sau 30 ngày, tức là sau 12 giờ khuya ngày 15 tháng 10, tức là 1 tháng sau, lệ phí sẽ được tăng lên là 500 Mỹ Kim. Bây giờ đã lên tốc độ từ từ phải lên cao chứ. Rồi thứ ba là mỗi khi mà cho tin tức sai lạc sẽ bị đóng 50 Mỹ Kim, y như là cái trường hợp ở trên. Người nào mà khai tin tức sai lạc là đều đóng 50 Mỹ Kim để chỉnh sửa và xóa, tái sử dụng lại hệ thống trưng cầu dân ý. Đối với những người đã từng là thành viên
những ai đã được cấp số ID để tam Việt Nam Cộng Hòa rồi, tức là đã trưng cầu dân ý rồi đó, nhưng lại vi phạm hiến pháp, lực của hiến pháp, lực lệ, hay đã xúc phạm đến vị lãnh đạo quốc gia, bị tước bỏ quyền công dân, nếu được tái cứu xét làm công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải nộp phạt 20.000 Mỹ Kim. Bây giờ lên tốc độ càng lúc càng cao rồi đó nghe. 20.000 Mỹ Kim thì anh chị em thấy là cái giá này nó còn rẻ ha mắc vậy. Mà bây giờ phải đọc xong phải giải thích lại. Và phải hoàn tất 90% trong 200 câu hỏi trong bài thi công dân trong hệ thống trưng cầu dân ý đó, tức là bài thi tuyển để được trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa qua hệ thống trưng cầu dân ý. Có 200 câu hỏi anh chị em phải trả lời đúng 90%. Cái này là cái giá mà chúng ta gây lỗi hả? Rồi bây giờ phải giải thích lại. Cái này là một điều rất là quan trọng. Nếu mà ai đã trưng cầu dân ý, Pha nghĩ rằng rất là nhiều người đã trưng cầu dân ý rồi, đã trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, tức là cái số, có cái mã số căn cước đó. Nhưng mà thời gian không có lập trường, theo thời gian sẽ thay đổi, sẽ chao đảo, không có tin vào chính phủ nữa, rồi hủy bỏ hay là đánh phá hay là chửi hay là vi phạm trong cái hiến pháp. Pha tin rằng tất cả anh chị em ít nhiều cũng đã nghe Pha đọc những cái luật lệ trong hiến pháp. Và cái luật lệ tức là vi phạm cái hiến pháp, luật lệ trong hiến pháp và xúc phạm đến vị lãnh đạo quốc gia, thì hiện nay vị lãnh đạo quốc gia của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Và anh chị em kiểm lại coi anh chị em có xúc phạm chưa, anh chị em có chửi chưa, và anh chị em đã nhục mạ chưa, có lên diễn đàn đánh phá chưa, thì anh chị em tự kiểm lại. Sẽ bị tước bỏ quyền công dân, tức là anh chị em đã là công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa rồi, đã có cái mã số căn cước, nhưng mà anh chị em đã không có còn tin tổng thống, và anh chị em nghe theo lời của những người mà đánh phá chính phủ hay là Cộng sản Việt Nam gì đó, cái đó Pha không có cần biết. Mà anh chị em không còn lập trường, mà anh chị em đã chính thức đánh phá chính phủ, quậy phá hay là chửi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cái gì đó, nói chung là xúc phạm đến vị lãnh đạo quốc gia, thì sẽ bị tước bỏ quyền công dân, tức là cái số mã số căn cước của anh chị em không còn giá trị nữa, thì kể như là bỏ vào sọt rác. Nếu anh chị em muốn trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, anh chị em phải đóng tiền nộp phạt 20.000 Mỹ Kim. 20.000 Mỹ Kim mà chứ không phải 20.000 Úc Kim nha. 20.000 Úc Kim mà còn chưa còn ít đó. Cái này là 20.000 Mỹ Kim lận. Và đã đóng 20.000 mà còn phải hoàn tất trả lời 200 câu hỏi, mà ít nhất anh chị em phải trả đúng 90%, tức là khoảng 180 câu hỏi. Ở trong 200 câu hỏi bài thi để trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trong hệ thống trưng cầu dân ý. Và cái hệ thống trưng cầu dân ý hiện nay chưa có thay đổi. Thì bên kỹ sư, bên những người sáng lập hệ thống trưng cầu dân ý, họ đang tiến hành để đúng vào ngày 15 tháng 10 2020 thì cái hệ thống trưng cầu dân ý đã hoàn toàn thay đổi. Anh chị em vào đó là anh chị em đã biết thay đổi rồi. Mọi cái gì anh chị em bấm là đều máy nó sẽ trả lời cho anh chị em. Như vậy là đã tối tân lắm rồi đó nghe. Anh chị em không có khai gian được đâu. Cái quyền lợi của tất cả người dân Việt Nam chúng ta bây giờ còn có cơ hội. Bây giờ là hôm nay là ngày 27. Tức là anh chị em có 18 ngày thời gian để trưng cầu dân ý mà không cần phải sợ đóng tiền lệ phí. Bây giờ nghèo hay giàu gì cũng vậy, 18 ngày thời gian nếu anh chị em muốn trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ nếu mà nói tại sao chính phủ này lại có những cái luật lệ này, tại vì anh chị em
khi chưa có thấy tổng thống Đào Minh Quân về nước đó, anh chị em khinh coi thường lắm, đúng không? Anh chị em nói là không có làm được, và tổng thống cũng không có về được, và cũng không giải thể được Cộng sản Việt Nam. Nên anh chị em coi thường những người có tấm lòng mà trưng cầu dân ý ủng hộ tổng thống Đào Minh Quân mà họ vẫn giữ lập trường như bao nhiêu năm nay thì chúng ta không có nói. Cái đó là những người yêu nước, chúng ta không nói. Chúng ta muốn nói ở đây là nói những người thờ ơ với đất nước, những người không có trách nhiệm và bổn phận với đất nước của mình, và coi thường Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Nên không có trưng cầu dân ý. Cái giá mà chúng ta phải trả là chúng ta thờ ơ với đất nước đó. Và tại sao lại có cái điều lệ này? Thì anh chị em phải đặt cái câu hỏi là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh có thắng Cộng sản Việt Nam hay không? Mà lại ra cái luật lệ này, có người lại nói rằng họ không tin, đúng không? Anh chị em có thể nói là ra thông báo thì thông báo, nhưng mà không, chắc là không có thực hiện đâu, và chính phủ này không có làm đâu. Vậy thì anh chị em không tin á, 18 ngày thời hạn anh chị em không tin, thì anh chị em chờ qua ngày 15 tháng 10 2020, anh chị em sẽ thấy là cái hệ thống trưng cầu dân ý nó hoàn toàn thay đổi, luật lệ nó thay đổi trong cái đường liên trưng cầu dân ý. Thì anh chị em sẽ biết là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc có ra cái thông báo này có áp dụng và có đúng hay không. Tại vì anh chị em không biết cái giá trị của một người công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Phải nói thật với anh chị em đó, anh chị em trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là anh chị em có phước đó. Tại vì khi mà anh chị em trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là anh chị em có hưởng được tất cả những gì trong hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa mà Phá Thạch Thường đọc cho anh chị em. Quyền lợi của anh chị em ở trong đó. Và nước Việt Nam là một nước tự do. Cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế tự do mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã dày công hy sinh 30 năm là muốn đem về cho người dân Việt Nam một cuộc sống ấm no hạnh phúc như các nước Tây phương khác. Vậy thì anh chị em trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa có phải anh chị em có phước không? Trong khi anh chị em sống với chế độ Cộng sản, anh chị em không có hưởng được cái gì, mà anh chị em phải tự lo, tự sống, tự bươn chải. Cộng sản Việt Nam không cần biết anh chị em sống hay chết, có bệnh hay là không bệnh, anh chị em có đường để chạy xe hay không, Cộng sản Việt Nam không cần biết. Không cần biết người dân Việt Nam sống như thế nào, họ không có lo tới. Nhưng mà chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thì khác. Chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là muốn đem tình thương đến cho người dân, muốn đền bù cho người dân Việt Nam chúng ta biết bao nhiêu năm đau khổ khi sống với chế độ Cộng sản. Và muốn cho người Việt Nam chúng ta lấy lại cái phẩm giá của người Việt Nam mà Cộng sản Việt Nam nó đã chà đạp và nó khinh thường người dân Việt Nam. Nó làm cho người dân chúng ta đã sống tận cùng với cái xã hội. Nếu anh chị em đem người dân Việt Nam chúng ta sống với chế độ Cộng sản đi ra ngoài các nước, người ta có coi trọng mình hay không? Nếu nó coi trọng mình, tại sao các nước như Singapore, Hàn Quốc, Trung Cộng nó đã rao bán phụ nữ Việt Nam với giá chỉ có 5-6 ngàn đô Mỹ? Như vậy thì anh chị em nó có coi trọng người dân Việt Nam, cô gái Việt Nam hay không? Với giá 5-6 ngàn đô để cưới được một người vợ Việt Nam, một cô gái Việt Nam chỉ có 5-6 ngàn đô. Nó rẻ tiền như vậy đó. Thì anh chị em nghĩ là anh chị em muốn thay đổi cuộc đời của mình hay không? Đó là nguyên nhân tại sao Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân phải hy sinh 30 năm. Để cho anh chị em có thời gian, để anh chị em có thời gian suy nghĩ anh chị em có tấm lòng yêu nước hay không, và muốn cùng với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giải thể Cộng sản hay không. Thời gian 4 năm qua hệ thống trưng cầu dân ý đã thử thách lòng người Việt Nam, đã thử cái lòng người dân Việt Nam. Có thể một số đồng bào đã không biết về Tổng thống vì không có điện thoại, không lên Facebook, không lên YouTube, cái đó chúng ta không trách được. Tại vì tất cả đồng bào đó ở vùng xa, vùng sâu hay nghèo quá thì không có biết cái gì về cái hiện tình đất nước mà tối tân hiện đại qua hệ thống trưng cầu dân ý, thì chúng ta không có trách được.
Nhưng mà những người giàu được Facebook, YouTube, hay là nói đúng hơn cái thành phố Sài Gòn có khoảng hơn 10 triệu người dân Việt Nam có thể trưng cầu dân ý. Nhưng mà tại sao họ không làm? Một là họ tin vào Cộng sản Việt Nam. Họ tin vào cái chế độ Cộng sản Việt Nam mà không có ai dẹp nó được. Nên họ thờ ơ. Và họ coi thường Tổng thống Đào Minh Quân không có vũ khí, không có cái gì mà đòi giải thể Cộng sản Việt Nam. Đó là cái thứ hai. Vì anh chị em sai lầm, Tổng thống Đào Minh Quân giải thể Cộng sản Việt Nam không dùng vũ khí mà dùng cuộc chiến tâm trị. Và dùng công pháp quốc tế, vận dụng tất cả những gì mà có thể làm được để không có xảy ra một cuộc chiến tranh. Đó là một cuộc chiến kỳ lạ nhất của thế kỷ 21 này nè. Từ xưa tới giờ chúng trong đầu chúng ta đều nghĩ là nếu mà muốn giải thể một chế độ nào đó, muốn dẹp bỏ một chế độ nào đó thì chúng ta phải có vũ khí. Chúng ta phải có những cái gì mà mạnh lắm. Chứ không có phải là bằng những đường lối ôn hòa như Tổng thống Đào Minh Quân là muốn lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Diệt cộng bỏ cộng còn diệt, diệt không giết diệt. Anh chị em nghe rất là nhiều lần phải đọc những câu đó, anh chị em nghĩ là nó không có giải thể được Cộng sản Việt Nam. Nên người dân Việt Nam chúng ta không chịu trưng cầu dân ý. Khi pha live stream, pha kêu gọi trưng cầu dân ý, anh chị em ở dưới này dưới không hành chửi rất là nhiều đúng không? Ba que, bốn que, chửi đủ thứ hết á. Bây giờ anh chị em chửi thì anh chị em có lợi gì? Pha nói thật anh chị em chửi anh chị em à. Mà cái quyền lợi của anh chị em là trong hệ thống trưng cầu dân ý này. Nếu anh chị em chửi, anh chị em không tin thì anh chị em bị thiệt thòi, không phải Pha thiệt thòi nha. Hôm nay là ngày Chủ nhật, đúng ra không phải ngày live stream của Pha, nhưng Pha muốn gửi đến những cái thông báo mới nhất của chính phủ để cho anh chị em có thời gian để chuẩn bị. Anh chị em suy nghĩ anh chị em có muốn tham gia trưng cầu dân ý hay không? Để khi mà sau ngày 15 tháng 10 anh chị em phải trả lệ phí thì anh chị em nói là anh chị em không biết cái gì. Thì mong rằng qua cái hệ thống trưng cầu dân ý đó, anh chị em thay đổi cái cách nhìn của mình. Và sau khi phải đọc cái thông báo này giải thích cho anh chị em nghe. Tự anh chị em lựa chọn, anh chị em muốn có tự do, muốn trở thành công dân để Tam Việt Nam Cộng Hòa mà quyền quý đó. Pha mới dùng cái chữ quyền quý mới đúng. Tại vì anh chị em biết là anh chị em trở thành công dân để Tam Việt Nam Cộng Hòa. Mà nước Việt Nam soi sáng khắp quả địa cầu, anh chị em ngẩng cao đầu với thế giới. Tôi là công dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Tức là tôi đang sống trong chế độ tự do Việt Nam Cộng Hòa. Nên Pha mới dùng cái chữ quyền quý đó. Là nói cái sự thanh cao của một người dân Việt Nam trở thành công dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Anh chị em có tin hay không? Đó là quyền của anh chị em. Pha nói, Pha cái gì Pha cần nói, Pha sẽ nói cho anh chị em biết. Để anh chị em tự chọn. Bây giờ anh chị em nghe thông báo này, anh chị em về suy nghĩ. Anh chị em có muốn trở thành công dân để Tam Việt Nam Cộng Hòa hay không? Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không bắt buộc. Thời điểm này, chính phủ này không có bắt buộc. Mà từ xưa tới giờ cũng không bắt buộc. Mỗi khi Pha lên live stream kêu gọi trưng cầu dân ý, giải thích về đường lối chính phủ, giải thích về cái quyền lợi của anh chị em khi trưng cầu dân ý. Mà anh chị em không có làm, không chịu làm thì cái đó là anh chị em chọn lựa. Chứ chính phủ này hay là Hoa cũng đâu có bao giờ bắt anh chị em ngồi xuống rồi bắt anh chị em phải bấm hay là kề vô mặt anh chị em, bắt anh chị em, bắt buộc anh chị em phải làm. Chưa bao giờ có chuyện này. Tại vì cái đường lối của chính phủ này là muốn cho anh chị em tự quyết định cái quyền lợi của anh chị em và cái tấm lòng yêu nước của anh chị em, cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Anh chị em muốn thay đổi cuộc sống tự do thì anh chị em phải hành động. Chứ chính phủ này, tổng thống này chưa bao giờ bắt buộc anh chị em. Chính phủ này đã thành lập ra cái hệ thống trưng cầu dân ý tối tân hiện đại để cho anh chị em bắt kịp với trào lưu văn minh tiến bộ. Đó là nói lên Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đó, văn minh tiến bộ đó. Nên Pha mới nói là quyền quý. Khi chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về, tất cả người dân Việt Nam chúng ta phải làm quen với tất cả hệ thống điện toán. Tức là anh chị em làm cái gì anh chị em cũng phải điền qua hệ thống điện toán. Thí dụ anh chị em xin nhà, xin việc làm, anh chị em muốn gửi đến những cơ quan chính phủ gì, anh chị em có thể gửi qua email
qua hệ thống nào mà chính phủ đã sáng lập để mà anh chị em trở thành những người tối tân và hiện đại. Như vậy thì chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa mới đưa nước Việt Nam lên ngang hàng với thế giới được. Nếu chúng ta không văn minh tiến bộ, chúng ta không có bắt kịp họ. Tại vì họ đã lên tới khung trăng rồi, chúng ta còn ở dưới đất. Thì chúng ta phải có một chính phủ, phải có những người kỹ sư đầu óc siêu việt. Và một người biết cái quyền lợi của người dân Việt Nam là như thế nào để chúng ta sánh ngang hàng với thế giới được. Tất cả là sẽ xài hết qua điện thoại, qua cái hệ thống điện toán hết. Thì sau đó anh chị em sẽ thấy đất nước Việt Nam toàn là hệ thống trưng cầu dân ý, hay là toàn là cái hệ thống điện toán hết. Qua tất cả những cái gì điều hành của chính phủ đều qua hệ thống điện toán. Như vậy thì pha nói anh chị em trở thành công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, anh chị em trở thành người quyền quý, anh chị em có, anh chị em nghĩ là có đúng không? Còn cái đó là nói về điện toán thôi, còn rất là nhiều cái quyền lợi anh chị em mà anh chị em chưa có thấy được. Anh chị em đi học không có phải trả tiền, vào bệnh viện không có trả tiền. Hai cái đó là anh chị em cũng đã giàu rồi đó. Như vậy thì anh chị em đang sống ở nước Việt Nam, anh chị em có được cái đó chưa? Chỉ kể hai thứ đó thôi. Đi học, con em đi học không trả tiền, bệnh viện không trả tiền. Còn chưa nói rất là nhiều thứ mà văn minh tiến bộ nữa. Thí dụ, anh chị em hiện giờ đang trả tiền điện rất là cao, phải không? Và anh chị em đang khiếu nại cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại sao mà thâu tiền lệ phí tiền điện của anh chị em rất là cao. Có phải ai ổng la làng ở trên mạng không? Pha thấy mà. Thì anh chị em phải trả tiền điện rất là cao mà anh chị em phải trả, không có thể nào thay đổi được. Tại vì Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền thì nó muốn anh chị em trả bao nhiêu nó trả. Thì anh chị em phải trả, không trả thì anh chị em không có điện xài. Mà chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sau này sẽ tài trợ cho anh chị em thắng, tức là gắn cái hệ thống solar ở trên mặt, solar hat, tức là lấy điện năng của mặt trời đó. Nếu anh chị em muốn gắn cái đó, chính phủ sẽ tài trợ. Ở nước Úc này và ở nước Mỹ cũng vậy, giống y như vậy. Tại vì chúng ta gắn hệ thống solar lấy năng lượng mặt trời để làm biến thành điện xài, anh chị em trả tiền rất là ít. Mà đây là các nước văn minh họ đang làm, và có rất là nhiều người đã gắn đầy trên mái nhà của họ. Mà nước Việt Nam là một xứ rất là nóng. Thì nếu mà nóng như nắng như vậy đó, thì điện rất là nhiều. Đó là Đức Quốc Công Tổng thống đã tính cho những cái chương trình solar hat. Thì anh chị em nghĩ ở nhà, tất cả người dân Việt Nam chúng ta ai cũng có nhà cửa đàng hoàng. Thì hiện nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng Liên Hiệp Quốc đang tài trợ để bắt đầu xây nhà cho người dân nghèo. Thì tất cả ai cũng có mái ấm gia đình, và ở trên cái nóc nhà đó đều có hệ thống solar panel, tức là lấy điện mặt trời để sử dụng. Như vậy thì cái môi trường của Việt Nam nó cũng sạch sẽ hơn. Tức là chúng ta không cần nhiều nhà máy phát điện, mà chúng ta lấy năng lượng mặt trời thiên nhiên mà chúng ta dùng cho cái gia đình của chúng ta. Chúng ta vừa trả tiền điện ít, vừa bảo vệ môi trường. Như vậy thì anh chị em đã văn minh rồi. Pha biết ở trong nước có, nhưng mà nó rất là mắc, mà Cộng sản Việt Nam không có tài trợ và không lo. Anh chị em nào giàu mới gắn được cái hệ thống đó, đúng không? Còn nếu không thì anh chị em không có cơ hội gắn, tại vì nó rất là mắc tiền. Thì chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa có chương trình đó. Từ từ Tổng thống Đào Minh Quân sẽ khám phá hết cái gì mà của đất nước Việt Nam chúng ta có, là chúng ta sử dụng. Thì có phải nước Việt Nam rất là giàu không? Cái này chưa nói tới kho dầu khí ở Biển Đông gấp 72 lần của Goi. Nếu mà ký hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ để khai thác, chỉ cần họ 20%, mình 80%, vậy là mình có giàu không vậy? Đó là kho dầu khí tại Biển Đông. Còn những cái kho tàng khác, còn rất là nhiều thứ. Nên Pha nói anh chị em trở thành công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là anh chị em có phước đó. Mà anh chị em không biết nhận cái phước của mình,
không biết dùng cái đó để là anh chị em hưởng, mà anh chị em lại chửi nè, lại nhục mạ. Thì bây giờ nếu ai đã xúc phạm đến vị lãnh đạo, tức là vị lãnh đạo để Tam Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một, là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chứ không có ai khác, thì phải lặp lại cái đoạn này. Những ai đã từng là thành viên, tức là thành viên của chính phủ đó, thành viên thì của chính phủ mới là thành viên, hay là những ai đã có cái ID, tức là có cái mã số căn cước rồi thì đã trưng cầu dân ý rồi, mà lại vi phạm hiến pháp, luật lệ và xúc phạm đến vị lãnh đạo, tức là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, bị tước bỏ quyền công dân để Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và nếu muốn tái cứu xét để trở thành công dân để Tam Việt Nam Cộng Hòa lại đó, thì phải đóng tiền nợ phạt 20.000 Mỹ Kim. Và nếu mà 20.000 Mỹ Kim còn chưa đủ, còn phải trả lời 200 câu hỏi. Bài thi trong cái hệ thống trưng cầu dân ý đó có 200 câu hỏi, anh chị em phải trả trúng 90%, tức là 180 câu, và đóng 20.000 Mỹ Kim, anh chị em mới trở thành công dân để Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái giá mà chúng ta đã làm. Cái gì đứng dậy nó cái thời gian đầu cho anh chị em có quyền tự do lắm, anh chị em. Khi tới kết thúc anh chị em mới biết cái gì khi cuối cùng nó mới quý giá. Thì tại sao chính phủ này đã ra cái luật lệ này? Thì tại vì tổng thống sắp hồi hương, nên anh chị em không biết quý những gì anh chị em có, thì dĩ nhiên anh chị em phải theo cái luật lệ này. Pha thường hay nói hai chữ tự do kèm theo luật lệ và luật pháp, chứ không phải là nói tự do anh chị em muốn làm gì thì làm đâu, không phải như vậy. Tự do là anh chị em có thể sống một cuộc sống mà không có bị ai áp bức, không có ai đà đèo cỡ cỡ anh chị em, tức là anh chị em làm một con người có đầy đủ phẩm chất con người. Cái gì mà một người cần phải có anh chị em có hết. Nhưng mà nếu anh chị em xúc phạm, anh chị em phạm pháp, cướp của, giết người, nói chung là hại người đó, thì chúng ta phải trả một giá. Chứ không phải tự do là chúng ta muốn làm gì thì làm đâu. Ở nước Úc này cũng vậy, nước Mỹ cũng vậy. Chứ không phải tự do là tôi đánh ai tôi cũng không bị bắt, hay là tôi xả rác tôi không có bị bắt đâu. Ở nước tự do như Úc này, anh chị em xả rác, nếu mà bị khao sồ đó, chúng ta nói khao sồ là những người mà đi coi đường phố đó, họ bắt gặp anh chị em phải đóng 100 đô Úc. Chỉ cần anh chị em cầm cái miếng rác mà anh chị em lẹn từ trong xe ra, hay là anh chị em bỏ dưới đất, mà họ bắt gặp là 100 Mỹ Kim đó. Đó là tự do đó. Nên ở tất cả những công viên đều có cái thùng rác để cho người ta bỏ vào. Mà nếu xui đó mà gặp người ta, hay là máy chụp hình nó chụp được, thì anh chị em phải đóng 100 cho tới 130 đồng, tùy theo cái hội đồng thành phố đó. Đó là tự do đó. Tự do đâu phải tự do là muốn làm cái gì thì làm đâu. Ở đây có rất là nhiều điều lệ phải đóng làm phạt, chứ không phải là tự do hết. Nên khi mà chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa về cũng có luật lệ như vậy. Coi chừng anh chị em xả rác bậy, anh chị em cũng phải đóng 100 đô đó. Mà coi chừng là xài đô Mỹ không đó nghe. Thì anh chị em thấy là tự do có luật lệ không? Nếu mà không có luật lệ như vậy, anh chị em liện rác tùm lum hết á. Hiện bây giờ là Cộng sản Việt Nam đó, để cho anh chị em tự do đó. Anh chị em liện rác tùm lum hết đó, rồi nước Việt Nam nó dơ, rồi nó tùm lum, nó không có trật tự. Vậy thì làm sao chúng ta sánh vai cùng thế giới? Thế giới người ta sạch sẽ, còn mình thì như cái bãi rác, thì làm sao sánh ngang hàng với thế giới? Nên khi chính phủ đề Tam Việt Nam Cộng Hòa về, có công viên, có thùng rác, có bảng để phạt tất cả những ai vi phạm cái luật mà chính phủ này đưa ra. Mà cái luật lệ đó là đem cái quyền lợi cho đất nước của mình, chứ không phải là chính phủ này muốn lấy tiền. Thí dụ như để thùng rác, để cái bảng anh chị em bỏ rác ở ngoài đường, anh chị em bị phạt 100 đô Mỹ, thí dụ. Mà như vậy thì anh chị em bỏ rác vào thùng, anh chị em đâu có tốn 100 đô. Chính phủ này đâu có muốn lấy tiền của người dân, nhưng mà người dân cứng đầu không chịu làm theo luật lệ thì phải bị phạt thôi. Thì đây là hệ thống trưng cầu dân ý, nó cũng gần giống như vậy.
đó là quyền lợi của anh chị em. Vậy thì bây giờ anh chị em tự suy nghĩ đi. Anh chị em muốn trưng cầu dân ý hay không? Bây giờ bắt đầu hệ thống này bắt đầu tính lệ phí là bắt đầu ngày 15 tháng 10 2020, chỉ còn 18 ngày nữa thôi. Và cho người nước ngoài khác, cho người trong nước khác, và cho những người đánh phá chính phủ hay là xúc phạm vị lãnh đạo, tức là Đức Quốc Công, Tổng thống, Đại quân, vi phạm luật lệ trong Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, người thành viên chính phủ hay là người đã trưng cầu dân ý đều giống nhau. Đây là mức tiền phạt rất là nặng đó. Đối với pha ở nước ngoài, pha nghe 20 ngàn, pha cũng sợ luôn đó. Ở Úc này 20 ngàn Mỹ Kim đó, tức là khoảng 27 ngàn Úc Kim đó, chứ không có phải là 20 ngàn. Thành ra đó là nó rất là nhiều tiền đó, chứ không phải đâu. Pha thấy 20 ngàn này pha còn sợ nữa đó. Thì cái giá chúng ta phải trả. Tại sao chúng ta phải trả? Cái giá mà chúng ta vi phạm luật lệ, chúng ta xúc phạm người khác, mà Tổng thống Đào Minh Quân là cứu dân tộc Việt Nam, muốn đưa nước Việt Nam lên ngang hàng với thế giới, thì anh chị em thấy là Tổng thống làm đúng hay sai? Tại sao chúng ta lại không ủng hộ thì thôi cũng được, không có gì cả. Tổng thống cũng không có bắt buộc ai mà phải làm cái gì. Để cho anh chị em tự động quyết định, pha có thể lên đây giải thích, nhưng mà anh chị em quyền quyết định là do anh chị em, không phải là Tổng thống hay là không phải pha. Bây giờ pha cũng giải thích cho anh chị em đó, thì tự anh chị em quyết định cuộc đời của mình. Còn anh chị em nói là không có đâu, nói vậy chứ không làm, thì anh chị em thử đi. Anh chị em không tin thì anh chị em đừng trưng cầu dân ý, để sau ngày 15 hay là sau 15 tháng 11 gì đó, thì anh chị em tới chừng đó anh chị em nói phải biết vậy tôi trưng cầu dân ý. Không có phải biết, mà bây giờ anh chị em đã biết rồi nè, anh chị em có làm hay không? Cái câu mà phải biết tôi làm sớm á, hình như nó rất là quen thuộc. Pha cũng từng hay nói câu đó, phải biết mình mua đồ sớm á, nó rẻ. Bây giờ nó không có rẻ nữa, không có hạ giá nữa. Cái đó là pha nói hàng rằm nên pha biết mà. Thì bây giờ anh chị em muốn không có tốn tiền thì còn 18 ngày nữa để cho anh chị em tự quyết định, để trở thành công dân Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa mà quyền quý đó, là anh chị em có thể ngẩng cao đầu trước thế giới. Tôi là người Việt Nam, không cúi đầu xuống nữa. Mà anh chị em sống với chế độ cộng sản thì anh chị em phải cúi xuống nha. Còn bây giờ anh chị em là công dân Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, anh chị em sẽ ngẩng cao đầu. Pha ngồi trên livestream này và pha sẽ về Việt Nam để lấy lại chủ quyền đất nước đó, tức là cùng với Tổng thống Đào Minh Quân. Thì chúng tôi là những người đang muốn lấy lại chủ quyền đất nước mà. Chúng tôi là người đứng dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. Chúng tôi sẽ trở về Việt Nam. Anh chị em không cần phải nói là tin chúng tôi hay là không tin. Ngày đó chắc chắn phải đến. Cái cuộc chiến nào cũng phải kết thúc mà. Và tại sao cái hệ thống trưng cầu dân ý này lại bắt đầu áp dụng một luật lệ khắc khe như vậy? Để cho anh chị em biết giá trị của chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đã đến lúc cho anh chị em biết nó cao quý và nó quan trọng thế nào với đất nước Việt Nam của mình. Thì ở dưới này là hồi nãy là chính phủ đã vinh danh những người mà đóng góp cho chính phủ, thì pha không cần phải giải thích cái này. Tại cái này á, là những ai mà đã đóng góp một bàn tay để tái thiết đất nước hay là để cứu giúp người dân thoát khỏi chế độ cộng sản Việt Nam. Thì nhưng mà pha cũng có là trong nằm trong danh sách này, thì pha lê cảm ơn, kính cảm ơn Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và tất cả quý đồng nhiệm đã cho pha một cơ hội để đóng góp một bàn tay vào để giúp dân của nước, để đưa nước Việt Nam chúng ta lên ngang hàng với thế giới. Tuy rằng pha không làm hết được mọi chuyện, nhưng mà pha mong rằng một cái bàn tay của mình có thể đóng góp một phần nào để xoa dịu nỗi đau của đất nước, để cứu giúp những người dân nghèo khổ đang cần chúng ta cần giúp đỡ. Khi chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về, 90 triệu đồng bào thì phải cần rất là nhiều người, nhưng mà pha mong rằng mình sẽ giúp được một phần nhỏ nào đó, cũng là một điều danh dự. Đó là một điều may mắn. Đối với pha là như vậy. Còn tất cả anh chị em nghĩ như thế nào, đó là quyền anh chị em. Mỗi người chúng ta
đều có cái nhìn khác không giống nhau. Ai nhìn ra sự thật, ai nhìn ra Tổng thống Đạo Minh Quân đó là cái phước của họ. Còn nếu như họ không nhìn ra thì kể như là họ không có phước. Nhưng mà đối với Pha thì Pha nghĩ khác. Pha có cơ hội để giúp đỡ cho đồng bào của mình. Từ trước tới giờ Pha cũng muốn giúp lắm, nhưng mà Pha không biết làm gì. Với tiền cổ của mình không có giúp được, không có giúp được vĩnh viễn cho người dân Việt Nam. Thì may mắn gặp được Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, nên Pha có cơ hội để tiếp một bàn tay nhỏ của mình vào trong cái công cuộc giúp dân của nước. Và cảm ơn Tổng thống Đào Minh Quân, cảm ơn phu nhân và cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và tất cả quý đồng nhiệm. Và còn rất là nhiều đồng nhiệm ở trong nước mà trong cái danh sách này không có công bố được. Đó là để cho khi mà Tổng thống Đào Minh Quân trở về nước thì tất cả những danh sách, những đồng nhiệm ở trong nước đã đóng góp trong cái công cuộc giúp dân của nước này sẽ được công bố. Và cái phần kết thúc trong cái bản thông báo này đó là lệ phí sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý sẽ được bắt đầu áp dụng kể từ ngày 15 tháng 10, 2020. Thì bây giờ Pha để cho anh chị em toàn quyền quyết định là anh chị em có muốn trưng cầu dân ý hay là không trưng cầu dân ý. Dạ, bầu trước bầu sau gì á thì anh chị em tự chọn lựa. Còn anh chị em nói anh chị không làm gì nữa thì mai mốt chính phủ về thì anh chị em cũng phải tốn tiền. Thì anh chị em đừng có nói là tôi không biết và phải chi tôi làm trước làm sau gì đó. Rồi bây giờ Pha đọc cái thông báo kế tiếp. Pha sẽ đọc cái thông báo mà để tu sửa lại Dinh Độc Lập. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe cái thông báo mà tu sửa Dinh Độc Lập. Thì hồi nãy anh chị em đã thấy là Pha đã đọc cái thông báo qua hệ thống trưng cầu dân ý phải trả lệ phí bây giờ tới Dinh Độc Lập. Vậy thì anh chị em thấy là chính phủ này có về nước không? Anh chị em đoán thử coi. Anh chị em nói không có thì anh chị em cứ chờ đi rồi biết liền à. Thời gian sẽ trả lời. Thì bây giờ Pha bắt đầu đọc về tu sửa Dinh Độc Lập. Cái Dinh Độc Lập đó là của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, chứ không có phải là của Cộng sản Việt Nam. Hiện giờ Cộng sản Việt Nam đang lấy cái Dinh Độc Lập đó đó để mà thu phí để cho người ta vào xem, để lấy tiền bỏ vô túi. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc chính phủ này phải đòi lại cái Dinh Độc Lập. Thì bây giờ Pha sẽ đọc cái thông báo. Cái thông báo này để cho anh chị em coi là cái Dinh Độc Lập thì chính phủ này như thế nào. Bây giờ Pha xin đọc. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Phi Văn phòng Thường trực, Ban Văn thư, PO Box 2807, Anaheim, CA 92814. Ngày 26 tháng 9 2020, kính thưa toàn dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn. Dinh Độc Lập, tên cũ là Dinh Noradom, tại địa chỉ 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Vốn là tài sản của quốc gia, cũng là nơi cư ngụ và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng 4 năm 1975. Nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chuẩn bị hồi hương, muốn thu hồi lại Dinh Độc Lập để làm trụ sở hành chính của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Yêu cầu ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, cũng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn, có nhiệm vụ giao lại cơ sở này cho tân chính phủ. Ngày 18 tháng 2 2016, ông Nguyễn Thành Phong đã từng khẳng định rằng tất cả sự trì trệ kém hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị
thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Không nói chung chung mà phải thấy rõ trách nhiệm người đứng đầu. Nơi nào xảy ra vụ việc mà phải tiến hành thanh tra, kiểm tra. Tôi đề nghị trước hết thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu. Người lãnh đạo không nhận trách nhiệm thì thôi, đã nhận phải làm hoàng đàng hoàng. Đã dám nhận chức vụ đó thì phải thấy hết trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm. Còn nếu thấy không đảm đương nổi thì xin nghỉ, xin thôi. Đó là sự khẳng khái, khí phách của người dân Nam Bộ. Tất cả ngân khoản tu sửa Dinh Độc Lập dự trù là 3 triệu Mỹ Kim sẽ được giao cho vị kế thừa của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người đã hoàn thành kiến trúc này vào ngày 31 tháng 10 năm 1966 phụ trách. Kinh phí sẽ do Ngân hàng Thế giới chi nhánh tại Việt Nam đài thọ. Công việc do ông Nguyễn Thành Phong và Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn chịu trách nhiệm quản lý, đô đốc và phải hoàn tất trước ngày 16 tháng 2, 2021. Trân trọng thông báo, thừa lệnh Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Ban Văn thư Đại tá Đào Minh Châu. Đây là cái thông báo sửa Dinh Độc Lập. Thì bây giờ Pha cũng sơ lược trở lại cho anh chị em Pha đọc rồi, thì anh chị em cũng nghe. Thì anh chị em biết, nếu mà ai ở trong đất nước Việt Nam, Pha tin rằng ai cũng đã đến Dinh Độc Lập. Còn không đến thì cũng nghe được Dinh Độc Lập. Cái Dinh Độc Lập đó rất là nổi tiếng, tại vì nó là thuộc về của Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng 4 năm 1975. Thì hiện nay Cộng sản Việt Nam đang mở cửa để thu hồi hình như là 40-50 ngàn một người để vào thăm Dinh Độc Lập. Thì bây giờ Tổng thống Đào Minh Quân sắp hồi hương nên phải thu hồi lại cái Dinh Độc Lập đó để sửa chữa, để làm trụ sở hành chính của Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nên yêu cầu ông Nguyễn Thành Phong đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, cũng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn có nhiệm vụ giao lại cái cơ sở này cho tân chánh phủ. Và anh chị em thấy là tân chánh phủ thì chỉ có một chánh phủ duy nhất là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nối tiếp của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Nên chính phủ này phải đòi lại cái Dinh Độc Lập đó. Thì ông này cũng đã khẳng định rồi, nếu không nhận thì thôi, mà nhận thì phải làm, phải điều tra, phải rõ ràng. Thì ông Nguyễn Thành Phong này là hồi nãy Pha đã đọc rồi, ông là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, cũng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, cũng là Phó Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn. Nên phải ông này có nhiệm vụ là sẽ giao lại cái Dinh Độc Lập này cho Chánh phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và ông đã khẳng định rằng nếu không nhận thì thôi, nhận thì phải làm cho đàng hoàng đó. Nói tóm tắt là như vậy. Thì cái Dinh Độc Lập sẽ có kinh phí dự trù là 3 triệu Mỹ Kim để tu sửa lại. Và sẽ giao lại cho vị kế thừa của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ là người đã vẽ ra, là đã xây cái Dinh Độc Lập đó. Thì bây giờ là cái người thừa kế của ông sẽ hoàn thành cái kiến trúc này, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cái này hay là như thế nào đó, thì cái người kế thừa đó sẽ chỉnh sửa lại, tu bổ lại cái Dinh Độc Lập. Và cái Dinh Độc Lập này thì đã xây xong là ngày 31 tháng 10 năm 1966. Thì bây giờ nếu mà tu sửa thì chánh phủ hay làm như thế nào, thì tranh kinh phí đó là 3 triệu Mỹ Kim
để tu bổ chỉnh sửa lại cái Dinh Độc Lập và do Ngân hàng Thế giới chi nhánh tại Việt Nam đài thọ. Và ông Nguyễn Thành Phong đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn chịu trách nhiệm, quản lý và đô đốc và phải hoàn tất giao lại cho chính phủ để tam Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 16 tháng 2, 2021. Đó là gửi tin tức này đến cho tất cả đồng bào Việt Nam trong nước. Vậy thì anh chị em tự đặt câu hỏi, chính phủ này có về không sửa Dinh Độc Lập? Không về sửa Dinh Độc Lập chi? Đó là trân trọng thông báo à, Đại tá Đào Minh Châu. Thì nếu mà nói Dinh Độc Lập đó, thì cách đây 3-4 năm về trước đó, lúc mà Pha có về để mà làm đám tang cho ông già đó, thì Pha lúc mà trở về Úc, Pha có vào Dinh Độc Lập. Pha cứ nghe là người ta đồn Dinh Độc Lập, mình biết cái Dinh Độc Lập nhưng mình đâu có biết cái Dinh Độc Lập trong đó như thế nào. Thì Pha cũng đi vào đó, trước khi Pha lên máy bay, Pha ghé đó một ngày để xem cái Dinh Độc Lập mà người ta đồn là Sài Gòn, là Hòn Ngọc Viễn Đông. Thì cái Dinh Độc Lập của một vị tổng thống chắc chắn là phải đẹp. Thì Pha mua vé vô cửa 40 ngàn Việt Nam, thì Pha đi vô trong đó. Thì quả nhiên là Dinh Độc Lập rất là đẹp. Tại cái Dinh Độc Lập xây năm 1966 mà cho đến hôm nay thì chúng ta thấy nó rất là lâu, mấy chục năm, hay là mình nói như vậy là 50 năm đi ha. Thì cái Dinh Độc Lập 50 năm về trước được xây dựng với một kiến trúc rất là vĩ đại, hay nói là nó lộng lẫy như một, mình hay kêu là một biệt thự đó. Và cái kiến trúc nó sang trọng như ở nước ngoài. Và tại vì cái thời đó năm 1966 mà, như vậy là nó đã quá sang trọng và cao sang rồi. Thì lúc đó đó mình đi với em gái của mình lên đó đó, mà cổ cũng chưa bao giờ biết Dinh Độc Lập nữa. Cổ nghe mà cổ chưa bao giờ đi nữa. Cứ ai cũng nghĩ sống với chế độ cộng sản đó, thì cái Dinh Độc Lập đó của Việt Nam Cộng Hòa, nên có người cũng không có muốn đi. Có người họ muốn đi tham quan du lịch thì mình không nói. Có người như những giới trẻ sau này đó, có muốn đi chơi thì đi, như em mình là có đứa nào biết Dinh Độc Lập ra sao đâu. Thì mình đi với cổ vào đó, cô đó thì khoảng 40 tuổi bây giờ thôi. Thì cổ vào đó cổ nói quà cũng đẹp dữ vậy. Cổ nói sao anh chị em biết không? Em gái mình nói sao? Cái Dinh Độc Lập này đẹp như vậy, hèn chi mà mấy ổng mới đánh chiếm miền Nam Việt Nam đó, là do cái Dinh Độc Lập này đẹp như vậy đó. Thì cổ đầu óc cổ rất là đơn giản, tại vì cổ thấy cái Dinh Độc Lập này đẹp như vậy vào thời đó đó. Như vậy thì cái ở bên ngoài, cái xã hội bên ngoài chắc chắn là phải đẹp. Tức là Sài Gòn đã trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông mà cả thế giới đều biết. Nên cổ mới nói đó, hèn chi cái Dinh Độc Lập này đẹp như vậy mà mấy ổng mới vô đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Một người đầu óc rất là đơn giản mà cũng nghĩ như vậy. Thì anh chị em nghĩ cái Dinh Độc Lập đó vào thời đó, năm 1966 mà xây đẹp như vậy, chứ đừng nói bây giờ 2020. Nhưng mà đó là một cái kiến trúc vĩ đại, và đó cũng là một cái di tích của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Thì chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa chỉ thu hồi lại, tu bổ sửa lại cho nó hoàn chỉnh và nó đẹp, để mà dùng để làm cái trụ sở hành chính của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì trước năm 1975 thì hình như là gia đình tổng thống cũng ở Dinh Độc Lập. Còn bây giờ tổng thống Đào Minh Quân thì mình chỉ biết là bây giờ ở đây thì nó là làm trụ sở hành chính, thì mình đọc như vậy. Còn tổng thống hay là như thế nào thì cái đó anh chị em sẽ được thông báo sau này, khi mà chính phủ trở về, khi tổng thống trở về nước. Thì cái kinh phí 3 triệu để chỉnh sửa tu bổ lại Dinh Độc Lập. Như vậy thì khi anh chị em nghe cái thông báo này, anh chị em nghĩ là tổng thống Đào Minh có về nước hay không vậy? Khi mà tổng thống về phải chuẩn bị sẵn sàng. Anh chị em Việt Nam thì chuẩn bị cờ vàng, ba sọc đỏ. Khi mà có lời hiệu triệu của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, anh chị em tràn ra đường. Anh chị em giơ cờ vàng, ba sọc đỏ lên. Việt Nam đã được tự do. Và cái Dinh Độc Lập cũng đã được chỉnh sửa.
để trả lại cho Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản Việt Nam nó tâm đắc lắm. Trước năm 1975 đó, ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nó vô cướp miền Nam á, nó mang dép râu và nón tai bèo đó, là nó mừng là nó chiếm được miền Nam Việt Nam. Thì cũng để cho họ mừng 45 năm đi hả? Thì bây giờ đã đến lúc họ không còn mừng mà họ phải khóc. Tại vì cái gì của cũ chủ thì phải trả lại. Cái gì thuộc về Việt Nam Cộng Hòa thì Cộng sản Việt Nam phải trả. Cộng sản Việt Nam không có thể nào mà cướp và cầm đầu cởi cổ người dân Việt Nam hoài mãi được. Đã đến lúc họ phải trả lại những gì mà họ đã dai với người dân Việt Nam. Họ đã làm tàn hại đất nước, đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam. Đã đến lúc họ phải trả lại. Mà nói tới Dinh Độc Lập thì Pha thấy có một cái tấm hình mà chụp ngày xưa mà những bộ đội Cộng sản Việt Nam vào cướp chạy xe tăng vô đó. Rất là oai phong, nhưng mà là cái ở trước cái Dinh Độc Lập nó có cái hồ nước rất là đẹp. Thì mấy người cán bộ Cộng sản Việt Nam vào lại bắt đầu khum xuống dưới cái hồ nước đó uống. Phải chụp hình đó mà Pha thấy tưởng tượng như là mấy con gì đó, nó đang khum xuống, nó khát nước quá, nó uống. Cái hình ảnh đó đó, nó gợi nhớ cho chúng ta. Họ cướp miền Nam Việt Nam là họ mưu mô xảo quyệt. Họ lòn lách trong dân, họ mua chuộc những người mà trong cái bộ chính trị hay là những người mà họ dụ dỗ đó, nói chung là như vậy. Họ mới chiếm được miền Nam Việt Nam. Đó là mưu mô thâm độc của Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Chứ còn nếu mà họ đánh đường đường chính chính với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tức là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì không bao giờ thắng được. Tại vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa là đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Nhưng mà không có đánh được là tại vì Cộng sản đã lòn lách vào nhà dân. Tức là vô mẹ Việt Nam, chị Việt Nam đó, mẹ kính yêu rồi đó, chị kính yêu á. Thành ra tất cả người đàn bà có cái tấm lòng thương người nên mới bị Cộng sản nó gạt. Rốt cùng á, thì nó từ ở trong đánh ra, chúng ta không có đỡ được. Mà nếu đánh tiếp thì cả hai bên đều chết. Thì rốt cùng thì chết người. Đó là nguyên nhân tại sao chính phủ Hoa Kỳ phải rút quân trở về, bỏ Việt Nam Cộng Hòa để chúng ta thất thủ. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn cho người dân Việt Nam chúng ta nếm cái mùi Cộng sản là như thế nào. 45 năm ở miền Nam coi có nếm đủ cái mùi Cộng sản chưa, có đủ đau khổ, người dân có đủ nghèo chưa, và có thấy rõ cái bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam hay chưa. Bây giờ nếu đã thấy rõ thì đã đến lúc chúng ta phải thay đổi. Nước Việt Nam phải được tự do. Bây giờ Pha sẽ đọc cho anh chị em nghe một cái bài mà Pha cũng đã đọc. Bây giờ Pha đọc lại cho anh chị em nghe một bài này. Tân xuân dân chủ mới về. Đây là một bài cũng nói về Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ trở về Việt Nam, lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam đó. 30 năm chờ đợi đã đến lúc Cộng sản Việt Nam phải trả lại cho người dân Việt Nam cái quyền làm chủ đất nước. Mà chúng ta may mắn là có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Bây giờ Pha sẽ đọc cái bài này. Để cho anh chị em nghe cái bài này. Đây là Tân Xuân Dân Chủ mới về. Cũng có thể là anh chị em có người đã nghe được và có người chưa nghe. Thì bây giờ ai chưa nghe thì nghe. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, Cali 92814. Tân Xuân Dân Chủ mới về. Ngày hồi hương của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Website www.dontongthongviếtchinhliền.com. Ngày 24 tháng 9 2020, kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, còn hơn một tháng nữa là tới ngày bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ. Những ngày nóng cháy da
Bão bùng đã làm cho chúng ta chạnh lòng khi nghĩ đến đồng bào ruột thịt không có mái ấm nương tựa, không còn người thân để an ủi chia sẻ khi nắng gió phủ đầy trên quê hương thân yêu. Cũng là lúc chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã quy tụ được những anh thư hào kiệt đương thời người Việt trên toàn thế giới để chuẩn bị cung thỉnh Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước. Tính đến hôm nay, đã có 537.856 lượt dân ghi tên, tập trung để đón ngài tại 3 địa điểm. 1. Phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. 2. Dinh Độc Lập, Sài Gòn. 3. Hải Phòng, Cam Ranh, Nha Trang. Trong quá khứ, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng đơn thân trở về Việt Nam, không có quân đội, cũng chẳng có dân ra tiếp đón. Nhưng có sự tín nhiệm của đồng bào và nhờ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ đã xây dựng được nền đệ nhất Việt Nam, đệ nhất Cộng Hòa lừng lẫy trong sự Việt. Đau buồn thay, qua đến đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, tuy với cả triệu chiến sĩ dũng cảm, can trường, có những vị chỉ huy tài ba lỗi lạc, cũng có sự hiệp lực và đồng minh Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và các nước Á Châu như Nhật Bản, Đại Hàn, Thái Lan, Phi Lực Tân, cũng với vũ khí tối tân, phi cơ chiến xa, tạo chiến. Nhưng chúng ta đã phải hoảng hốt, ngậm ngùi, di tản lúc Cộng quân tiến vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ nhiệm. Tưởng rằng sau cơn binh lửa, đau thương, mất mát, kéo dài hơn một phần tư thế kỷ trên quê hương, dân chúng sẽ được sống an bình sau khi thoát quả chiến tranh. Nhưng không, từ lúc Cộng sản chiếm trọn Việt Nam, dân chúng đã phải sống trong sự nhọc nhằn, ly tán, não nề, đói khổ còn hơn trước đó. Đất nước chúng ta như một bãi rác, một xã hội trị lạc, đầy hận thù, thiếu nhân bản, trai phải lao nô, gái bị bán làm nô lệ tình dục, làm điếm tử sứ. Con cháu Việt Nam thiếu ăn, thất học, sống lây lất những ngày tháng đỏ đầy lầm than. Cả triệu người phải bỏ thay nơi đại dương, chốn rừng sâu, núi xa, trên đường tìm tự do. Trong lao tù âm u của Cộng Việt, khiến cho hàng triệu người đau đớn, uất hận. Biết bao cuộc vận động, đấu tranh đã bùng lên, nhưng thời gian càng chồng chất thì càng tan tác. Khí thế chống cộng ngày nào tưởng chừng như có thể lấp biển dời non, trào dâng như sóng cuộn, nay chỉ còn là những cuộc xuống đường thưa thớt, cay đắng, vì những kẻ giá áo túi cơm lợi dụng lòng yêu nước của dân chúng và sự căm ghét chế độ Cộng sản để trục lợi. May mắn thay, nhân dân Việt Nam đã bắt đầu bừng tỉnh, không thể lọt vào bẫy rập của quân thù. Họ đã tự thoát ra những suy luận ấu trĩ, những toan tính chính trị ngu muội, lợi danh phù phiếm, tự ái hẹp hòi, để cùng nhau gắn bó đoàn kết chung quanh Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, thành một khối vạn thắng, có vạn năng, để tự giúp mình, giúp dân, cứu nước, chống lại Tàu Cộng xâm lược. Đúng là Thượng Đế Trời Phật còn đối thương cho dân nước ta, nên từ trong tâm tối, tuyệt vọng, hoang tàn, đổ nát, đã sản sinh ra một chiến sĩ dân tộc gan dạ, quả cảm, có sự chịu đựng, kiên trì, có trí tuệ minh sáng, có lòng tận tụy, yêu nước, thương dân, vô bờ bến,
đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, công danh sự nghiệp và mái ấm gia đình yên ấm để dấn thân vào sa mạc hơn 20 năm tìm đường giúp dân cứu nước. Đó là người mà dù mùa đông giá rét hay hè nóng cháy da, dù nhiều người hay đơn độc vẫn thâu đêm bờ vọ âm thầm phục vụ quê hương. Vì vậy, hơn 6 triệu đồng bào trong 3 thế hệ Việt Nam, lão niên, trung niên và thanh niên, từ trong ra ngoài nước tiếp tục gia tăng thêm niềm tin yêu kính, tiếp tục trưng cầu dân ý, bầu làm vị lãnh tụ cho công cuộc phục quốc Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Từ Huế, Sài Gòn, Hà Nội đến tận Gia Nã Đại lãnh giá, từ Hoa Kỳ đến Thụy Sĩ, từ Pháp Quốc đến Úc Châu hay Na Uy, Hòa Lan, Ý Đại Lợi, Nhật Bản, Hàn Quốc xa xôi, cho đến tận Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Campuchia, mọi người đang cùng nhau chuyển tải một thông điệp tuyệt vời: nước ta đã được cứu rồi. Người đó là ai? Ngài thật sự là một người bình dị, rất chân thành, biết lắng nghe, biết an ủi, chia sẻ, biết đồng cam cộng khổ, biết kết nối những bi thương thành sức mạnh tuyệt vời, biết gom góp những hạt cát, những giọt nước tụ trên nguồn, thành tình thương yêu và hy vọng để đổ xuống cuốn phăng đi những rác rến tội ác. Ngài là sự kinh hoàng của cộng đảng đã khiến biết bao con buôn chính trị dễ dụa, biết bao tên khoa bản chạy đôn chạy đáo từ đông sang tây vật vờ bàn tán nghe ngóng. Ngài là hiện thân của sự nhẫn nhục độ lượng, là người được đồng bào bầu lên làm lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, hầu thực hiện lý tưởng lấy lại đất tổ với cứu cánh không làm khổ dân trong chủ trương bỏ cộng còn Việt bằng đường lối Việt không giết Việt. Ngài đang làm rung động những con tim chân thành, những người thiếu phụ khóc thầm trong đêm tối, những người chiến sĩ dạng dài phong sương, những người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam. Viết về Ngài, nhắc đến Ngài, chúng tôi cũng đang dạt dào xúc động, con tim bừng sáng với lòng yêu nước trỗi dậy, sôi sục trong huyết quản. Ngài chính là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Toàn dân đang chờ đón mùa xuân mới, xuân yêu thương, hy vọng và đoàn kết. Tất cả những trò hề chính trị bán nước buôn dân phải hạ màn, Bắc Cộng hay Việt hay Nam Cộng đều phải chấm dứt để người Việt Nam có cuộc sống mới, đổi đời. Đây là lúc toàn dân Việt Nam đang thức tỉnh. Chúng ta không thể để cho những tên cộng sản gian tham vô đạo tiếp tục cai trị. Một nước Việt Nam với truyền thống bất khuất, anh dũng, có trên 4.000 năm gian hiến. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang đem lại bình minh cho nước Việt. Quốc hội khóa 1 Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu từ nhiều tháng nay, đang cố gắng trau dồi để sẵn sàng phục vụ toàn dân, thay thế cho cái gọi là Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa bù nhìn, tham nhũng, thối nát, tay sai cộng sản. Chúng tôi kêu gọi tất cả anh chị em công an, bộ đội nên thức tỉnh, quay về phía chính nghĩa dân tộc, không nên tiếp tục làm tay sai cho bọn đầu sỏ cộng sản Việt Nam, tay sai tạo cộng, phản quốc hại dân. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đã hiện diện tại Việt Nam, quân lực hùng mạnh của đệ nhất cường quốc trên thế giới và các nước tự do, văn minh cũng đã sẵn sàng để ngăn chặn Tàu Cộng tại Biển Đông. Nhiều binh đoàn, quân đội nhân dân đã quay về với chính nghĩa dân tộc, đang sẵn sàng trợ lực cùng với toàn dân ủng hộ Đức Quốc Công. Những trí thức, lao động, thợ thiền, thanh niên, thiếu nữ, sinh viên, học sinh Việt Nam, ái quốc, bất khuất, quả cảm và anh hùng hãy chuẩn bị cờ vàng ba sọc đỏ và chân dung Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Khi được
báo tin thì cùng nhau xuống đường chào đón Ngài để mạnh mẽ, hiệp lực, hiệp sức cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa giải thể chế độ tà quyền vô lưng phi pháp Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, lấy lại tất cả những gì thuộc về người dân Việt Nam. Hãy cùng nhau lật qua trang sử mới vẻ vang cho giống nòi hùng Việt một cách êm thấm. Hỡi các đại dũng sĩ Tân Dân Chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh, đứng dậy này truyền đến mãi mãi, muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tinh Việt. Tinh và hồn luôn luôn cùng sống núi, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Mong tất cả quý vị và các bạn hãy ghi nhớ những lời son sắt từ vị lãnh đạo khả kính của chúng ta để noi theo, chuẩn bị một cuộc đổi đời tốt đẹp, tự do, no ấm. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đây là cái thông báo để cho tất cả anh chị em chuẩn bị tinh thần để chào đón bình minh về trên quê hương Việt Nam. Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa với sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ hồi hương. Nên cái thông báo này gửi đến cho tất cả anh chị em để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Và hãy, nếu muốn trở thành công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì anh chị em hãy nhanh tay trưng cầu dân ý, không tốn lệ phí. Còn sau ngày 15 tháng 10 thì anh chị em phải trả lệ phí khi tham gia trưng cầu dân ý để trở thành công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mà nãy giờ là Pha đã giải thích. Bây giờ Pha lấy lượt lại. Bây giờ chúng ta không nói, chúng ta đang nói về một người có thể trở về hồi hương để mà lấy lại chủ quyền đất nước, đó là Tổng thống Đào Minh Quân. Thì bây giờ Pha sẽ lượt lại. Đây là tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân. Cái đất nước Việt Nam của chúng ta nếu không có ai cứu thì anh chị em nghĩ là như thế nào? Nước Việt Nam sẽ về đâu? Người dân Việt Nam chúng ta sống ra sao? Nên ở đây có cái câu là Thượng Đế Trời Phật còn đối thương cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Trừ từ trong tâm tối tuyệt vọng, hoang tàn đổ nát, đã sản sinh ra một vị lãnh tụ, đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, là một người có trí tuệ, có lòng tận tụy, yêu nước thương dân, vô bờ bến. Đã nói về vô bờ bến thì là không có cái bờ nào cả, tức là chạy hoài nó cũng không có tới bờ. Thì Tổng thống Đào Minh Quân đã hy sinh cái tuổi trẻ. Tổng thống là người đã thành công trên đất Mỹ vào thập niên 80, khi nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào ngày 16 tháng 2 năm 1991, là cuộc đời của Tổng thống đã thay đổi. Thay đổi từ một người triệu phú giàu có trở thành một người không còn cái gì cả. Tại vì tất cả là Tổng thống đã dùng tài sản của mình để giúp cho những người dân trị nạn, giúp duy trì cái phủ này mấy chục năm nên không còn nữa. Nên thay đổi là từ một người triệu phú trở thành một người bần hàn đó, mình nói như vậy mới đúng. Vì cái chỗ mà từ một người triệu phú trở thành một người bần hàn đó nên đất nước Việt Nam chúng ta mới được cứu. Chứ còn nếu như mà Tổng thống chỉ ham tiền tài danh vọng thì Tổng thống không có nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào năm 1991 đâu. Thì hiện nay đất nước Việt Nam chúng ta không biết sẽ về đâu. Không có ai có thể thay đổi được vận mạng đất nước nếu không có trí tuệ, không có trí huệ và không có sách lược và chiến lược. Hiện nay cuộc chiến này là cuộc chiến tâm trị chứ không phải cuộc chiến dùng vũ khí. Tổng thống muốn lấy lại đất tổ, không làm khổ dân thì không bao giờ muốn dùng vũ khí cả. Mà thay đổi Việt Nam như cái cách nào thì anh chị em chờ thời gian sắp tới. Anh chị em sẽ biết. Thì cái đó là sơ lược về tiểu sử Tổng thống Đào Minh Quân. Tổng thống khi nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã lui vào sa mạc.
hiện nay được gọi là Tụ Nghĩa Đường, mà nơi mà Pha đã đến rất là nhiều lần để tham dự đại hội. Và ở Tụ Nghĩa Đường hiện bây giờ thì có những cái bia để tưởng nhớ 58.721 binh sĩ Hoa Kỳ đã tử trận ở chiến trường Việt Nam và tất cả những người chiến sĩ vô danh Việt Nam Cộng Hòa cũng đã được làm bia thờ phượng ở đó, và ngũ vị thần tướng và bốn mẹ con mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã đem từ ở cái đảo mà khi trên đường vượt biên bằng cái thúng đã chết và tấp vào bờ ở cái đảo mà Tổng thống đã nhìn thấy, vì cái tấm lòng thương người muốn đem qua đây để mà chôn, và giống như là cái tình thương đó muốn cho những người đó đã bỏ cái sinh mạng của mình để rời khỏi đất nước Việt Nam. Với cái tấm lòng thương người thì Đức Quốc Công và phu nhân đã đem bốn mẹ con đó về chôn tại tro cốt, chôn tại Tụ Nghĩa Đường ở dưới kỳ đài. Và ở sau khi mà chôn ở đó thì có cây sầu đâu ở đó, và bây giờ nó cũng lá tùm nhưng mà nó không phải cao lắm, nhưng mà không có ai tưới, không ai chăm sóc mà nó vẫn sống sừng sững ở đó, mà ở sa mạc rất là nóng và rất là lạnh. Đó là một điều kỳ lạ nên có cái tên là cây sầu đông. Chắc là cái này là cái mà bố mẹ con này rất là sầu khổ đó, nên đã mọc lên cái cây đó, mình không có thể giải thích được. Tại vì ở dòng sa mạc đó không có cái giống cây đó. Cái đó là một điều kỳ lạ. Thì có ngũ vị thần tướng, có linh thánh miếu cũng rất là linh thiêng. Đó là ở Tụ Nghĩa Đường hiện bây giờ. Và Tụ Nghĩa Đường sẽ xây dinh độc lập, tức là một nước Việt Nam nhỏ trên đất Hoa Kỳ. Đó là một di tích lịch sử mà khi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lấy lại chủ quyền đất nước thì Tụ Nghĩa Đường sẽ nổi tiếng thế giới, và phải tin chắc rằng ai ở đâu cũng sẽ đổ về đó, đến đó viếng thăm một lần, nơi mà một vị tổng thống không có vũ khí, chỉ dùng tình thương, chỉ dùng trí tệ, trí huệ của mình mà thay đổi cả một vận mạng đất nước, cứu gần 100 triệu đồng bào của mình thoát khỏi cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì anh chị em nghĩ là cái Tụ Nghĩa Đường nó có nổi tiếng hay không? Có Tụ Nghĩa Đường thì phải có một người ở đó làm gì mấy cái đó mới đi vào lịch sử. Thì có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hiện nay. Mà ở sa mạc thì rất là nóng, tức là ban ngày thì nóng, nóng thật là nóng. Nếu mà tính theo độ của Việt Nam thì khoảng 50 độ. Tại vì Pha cũng đã nếm mùi thử cái đó rồi nên Pha biết. Cái này là mà phải nói là có bằng chứng nha. Pha quên là Pha đi qua tháng nào, tại Pha đi nhiều đại hội quá cũng không nhớ nữa. Nhưng mà Pha nhớ có một lần đó Pha qua sớm trước vài ngày, thì Pha đi xuống đó để phụ coi có cần giúp gì hay không. Mà không ngờ nó nóng, mà phải nói là nó quá chừng nóng. Mình nói là mình lần đầu tiên nếm được cái hơi nóng mà lên tới 50 độ, 52 độ. Thì anh chị em nghĩ là nơi đó, nếu một người bình thường chúng ta không có lòng kiên nhẫn thì chúng ta không có xuống đó lâu đâu. Nếu mà Pha xuống đó mà một ngày nó nóng như vậy, Pha cũng chạy trở về nhà chứ. Tại vì ở trong, dầu chúng ta có nhà nhưng mà nếu không có máy lạnh thì nó vẫn nóng. Nhưng mà bây giờ Tụ Nghĩa Đường có một cái hội trường thì có máy lạnh, có máy sưởi thì chúng ta không nói. Nhưng mà ngày xưa đó, 30 năm về trước, Đức Quốc Công tới đó đâu có cái gì đâu. Chỉ mới đầu là cái liều thôi, xong rồi mới tới cái nhà, từ 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 mấy sửa chữa cho đến hôm nay thì nó mới được khang trang như vậy. Thì cái lúc mà lần đầu tiên mà Pha đến Tụ Nghĩa Đường đó, thì lúc đó xuống đó thì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân có chỉ cho mình biết nơi đây là nơi Tổng thống ngồi thiền. Lúc đó là một cái túp lều thôi, và mới tới là bây giờ là cái nhà, nhưng mà cũng chưa sửa chữa nữa. Thì anh chị em nghĩ sao một người từ là triệu phú mà bỏ tất cả đến Tụ Nghĩa Đường để làm gì? Để tìm ra cái phương pháp để mà cứu giúp người dân Việt Nam.
Mà khi Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân nhận cái trọng nhiệm đó, thì Tổng thống cũng chưa biết mình phải làm gì cả. Mà chỉ biết là bây giờ trước nhất thì mình phải tịnh tâm, suy ngẫm coi mình phải làm gì với đất nước Việt Nam. Để trời Phật đối thương đất nước Việt Nam. Mà Tổng thống Đạo Minh Quân cũng là người nằm trong cái sứ mạng này. Thì chỉ có trong sứ mạng này đó, thì Tổng thống mới có thể thay đổi được đất nước. Nên đất nước Việt Nam là địa linh nhân kiệt là vậy. Nên Tổng thống mới là người thay đổi cả vận mạng đất nước. Còn nếu như người thường chúng ta không có thể nào chịu nổi cái nóng ban ngày mà nóng như lửa đốt, mà ban đêm thì nó lạnh, ban đêm á lạnh ba khoa cũng nếm mùi luôn. Anh chị em biết ban đêm đó nóng lạnh đến nỗi mà anh chị em thấy những cái gì đó là nó đóng tiếc luôn á. Ở đó có mấy cái dây dừa đó nhỏ lắm, nó bị đèo đẹp bởi vì nắng quá, mưa quá. Thì nó mọc rừng thôi, nhưng mà ban đêm á là nó đóng đá, nó đóng thành nước đá hết luôn. Và những cái ống nước là nó đóng thành đá hết, nó lạnh vậy đó. Thì anh chị em cứ tưởng tượng một người triệu phú đã hưởng được một cuộc sống mà sung sướng đó, hay là vinh quang đi, mà lại xuống nơi đó đó, cái đó là một điều khó làm của những người triệu phú nha. Còn nếu dân thường chúng ta mà nghèo quá chúng ta đi tới đó thì cũng không có gì đặc biệt, tại chúng ta không có gì để mất cả. Mà tại sao Tổng thống là một người triệu phú có thể làm được? Đó là nguyên nhân tại sao Tổng thống thay đổi được đất nước. Thì anh chị em nếu mà ai là Phật giáo cũng biết rồi, Phật Thích Ca cũng từ bỏ cung vàng điện ngọc để vào rừng sâu để tìm ra cái con đường mà cứu nhân loại, làm sao để thoát khổ. Hình như đó hình thức của những người cao cả, những bậc Bồ Tát, Thánh Nhân, hầu như họ giống nhau ở cái điểm đó. Ở cái điểm mà họ dám từ bỏ vinh hoa phú quý mà người đời chúng ta coi rất là quý, mà họ bỏ được, thành ra họ mới cứu được người. Thì Pha thấy nó giống nhau. Lần đầu tiên mà Pha thấy Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân trên mạng truyền thông, Pha trực nhớ lại Phật Thích Ca, mà người mà Pha đã theo học cái giáo lý đó để thay đổi cái cuộc đời của mình. Thành ra Pha thấy nó giống nhau ở cái điểm là hai người từ bỏ vinh hoa phú quý giàu sang để mà tìm cái con đường để mà cứu tha nhân. Đức Phật thì cứu tha nhân, cứu nhân loại, còn Tổng thống thì cứu đất nước Việt Nam mình. Thì cái đó là nó gần giống nhau như vậy. Phật, ông Phật thì cứu cả nhân loại, thì Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân cứu một nước Việt Nam cả 100 triệu đồng bào. Cái đó cũng là một bậc Bồ Tát rồi. Nhưng mà sự hy sinh nào cũng sẽ được đền bù. Thì qua những cái thông báo này, thì anh chị em biết là Tổng thống Đạo Minh Quân sẽ lấy lại chủ quyền đất nước. Nếu anh chị em muốn trở thành công dân để Tam Việt Nam Cộng Hòa, mà hồi nãy Pha hay nói là trân quý, là quý giá đó, thì anh chị em trưng cầu dân ý trước ngày 15 tháng 10 2020, để không cần trả lệ phí. Còn nếu sau ngày đó thì anh chị em giàu, anh chị em phải trả lệ phí, thì đó tùy anh chị em. Còn nếu anh chị em không trưng cầu dân ý nữa thì cái tiền lệ phí sẽ tăng cao hơn, giống như là thời gian khuyến mãi đã hết thì anh chị em phải trả tiền. Tại vì công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa có rất là nhiều quyền lợi và rất là thanh cao, cao quý, không nghĩ, không phải như anh chị em nghĩ đâu. Trước sau gì thì anh chị em cũng thấy Đức Quốc Công trở về nước, cũng như Pha và tất cả quý đồng nhiệm. Nên anh chị em đừng gấp, mà hãy tin vào những cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta biết. Tức là tin vào Cộng sản Việt Nam không có cứu được anh chị em, mà hại anh chị em. Còn Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân là người cứu anh chị em đó, thì anh chị em tự chọn lựa cuộc sống của mình. Chúc anh chị em sáng suốt. Pha chỉ truyền đạt thông báo từ chính phủ đến cho tất cả đồng bào trong và ngoài nước mà thôi. Quyền quyết định vẫn là của anh chị em, không phải của Pha, không phải của Tổng thống, cũng không phải của quý đồng nhiệm. Thì bây giờ, hồi nãy giờ Pha nói rất là nhiều thông báo, thì Pha sẽ mời anh chị em nghe một bài hát. Hồi nãy giờ chúng ta thông báo rất là nhiều, bây giờ chúng ta hát nghe. Bây giờ Pha mời tất cả anh chị em
nghe cái bài hát cũng là niềm mơ ước của tất cả người dân Việt Nam. Bây giờ chúng ta nghe hát bài hát. Mời. Ngày xưa trên quê hương tôi bao tốn đời vời, mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con, chị vẫn đeo cao qua bao gian lao thân xác hao mòn, còn lại người cha chung thân đêm đêm trong chốn ngục sâu, và giờ đàn con người ta năm xưa đã lớn. Không biết ở đây là tất cả quý đồng nghiệp có vui không? Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị cơ gian để chào đón Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đàn con ngày thơ năm xưa đã lớn hồn thần, một lòng vì dân nói thương ông cha, đồng chí tài trai. Pha sẽ phát tiểu sử của Đức Quốc Công do một đồng nhiệm mà đã mà viết với cái tựa là Ân sư của tôi. Nhưng mà bây giờ Pha phát lên mời anh chị em xem. Pha sẽ đi lại gắn sạc pin, hình như là nó gần hết pin. Nhưng mà giờ Pha sẽ phát, mời tất cả anh chị em nghe. Pha sẽ gắn sạc pin thì vẫn phát bình thường. Bây giờ Pha mời tất cả anh chị em mà nghe cái bài tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Rồi, bây giờ phải mời tất cả anh chị em. Hỡi các anh chị em phụ thuộc thực vì Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, từ cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm thêm
mà Pháp cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng tâm. Nước Việt u hoài đã ngàn năm, dân Việt đắm chìm trong tối tăm, vận nước lênh đênh như biển cả, mịt mờ xa thẳm chí hờn căm. Vận nước đang chìm trong tối tăm, đau khổ u hoài đã ngàn năm, hào kiệt anh thư còn trắc ẩn. Đừng để dân tình cảnh thương tâm. Trân trọng kính thưa Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính thưa tất cả quý đại biểu. A517 vinh dự được thuyết trình về chủ đề Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, người thầy vĩ đại, người thầy nhân loại. Kính thưa toàn thể quý vị, khi nói về một con người với một nhân cách cao thượng, lớn lao và phi thường như Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, chúng ta đều nhìn nhận rằng Ngài chính là Minh Quân mà Thượng Đế đã ưu ái cho dân Việt. Và chính vì thế mà trong vô vàn sự việc Đức Quốc Công đã và đang làm mà chúng ta nhìn thấy là vô cùng hiệu quả, vượt xa sự tưởng tượng của toàn dân Việt nói chung cùng với giới tri thức Việt Nam nói riêng. Điều nổi bật nhất đem đến sự thành công ấy chính là hai nhân đức cao cả và cao vời nhất của Ngài là đức kiên nhẫn và bao dung, mà Ngài Đức Quốc Công đã tu luyện thành công trong những năm tháng ở sa mạc hoang vu hẻo lánh. Chỉ cần có hai nhân đức ấy mà thôi, thì bất cứ ai cũng đều xứng đáng làm bậc vĩ nhân. Trong khi chưa nói đến Ngài Đức Quốc Công còn nhiều những nhân đức cao quý khác nữa. 30 năm trường kiên nhẫn nếm mật nằm gai, tu thiền nghiệm định, dùng binh lược để phục quốc, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, Ngài đã bỏ gần như hết cả đời người cho đại nghiệp giúp dân cứu nước, trong khi cả hàng triệu tri thức Việt Nam trong và ngoài nước cứ nhởn nhơ, thờ ơ như cố tình làm ngơ suốt bao nhiêu năm qua, thì Ngài Đức Quốc Công vẫn ung dung bước đi và tiến đến mục tiêu cuối cùng. Và trong những năm tháng sắp tới, có được bao nhiêu người quan tâm đến vô số hạn khối công việc sắp tới sẽ phải làm, đó là việc tái thiết một Việt Nam đã hoang tàn, đổ nát, lấy lại cho được giềng mối đạo nghĩa của dân tộc. Ngài Tổng thống còn phải tiếp tục hy sinh thêm bao nhiêu năm nữa đây? Xin kể câu chuyện về sự kiên nhẫn để chúng ta so sánh và suy ngẫm. Câu chuyện có tên như sau: Nhà đạo sĩ Phương Đông. Có một chàng thanh niên nọ gần như cả một đời đã bỏ biết bao thời giờ công lao, miệt mài đi tìm thầy để học chữ nhẫn. Anh ta đi tìm gặp hết cao tăng này đến tu sĩ kia mà vẫn chưa bằng lòng. Một lần nọ, đang rong ruổi đó đây thì bỗng nhiên anh nghe tin ở bên Phương Đông có một vị đạo sĩ bậc thầy về đức kiên nhẫn. Anh chàng ta vui mừng và quyết tâm đi tìm, gặp cho bằng được vị đạo sĩ, cất bước đường xa mà trong lòng tràn đầy niềm hy vọng. Bao năm trường băng rừng vượt núi, lội sông, cuối cùng anh đã tìm đến nơi. Anh vui mừng chào vị đạo sĩ hớn hở mời anh vào nhà. Nhìn thấy ngôi nhà gỗ đơn sơ nhỏ bé, anh rất ngạc nhiên đưa mắt nhìn kỹ thấy toàn chữ nhẫn đã ghi kín cả bốn bức tường. Chàng thanh niên buông miệng hỏi vị đạo sĩ: Thưa thầy, chữ này là chữ gì? Vị đạo sĩ niềm nở trả lời: Đây là chữ nhẫn. Chàng thanh niên chỉ tay và hỏi: Thưa thầy, chữ này là chữ gì? Vị đạo sĩ vui vẻ trả lời: Chữ này là chữ nhẫn. Chàng thanh niên chỉ tay lên chữ bên cạnh và hỏi: Thưa thầy, chữ này là chữ gì? Vị đạo sĩ ôn tồn trả lời: Chữ này là chữ nhẫn. Chàng thanh niên cứ thế tiếp tục hỏi, và vị đạo sĩ liên tục trả lời. Và cứ như thế cho đến lúc cuối cùng, sau khi chàng thanh niên kiên nhẫn hỏi tiếp, vị đạo sĩ nghiêm giọng trả lời: Tôi đã bảo với anh nhiều rồi, chữ này là chữ nhẫn.
Vị đạo sĩ trong câu chuyện kiên nhẫn chưa đủ một ngày, trong khi Ngài Đức Quốc Công đã kiên gan bền chí, kiên trì hơn 30 năm qua phải không thưa quý vị? Xin quay lại đề tài. Thật tôi không thể tin được rằng những người như tôi khi vừa mới được sinh ra từ lòng mẹ đã phải nếm mùi xã hội chủ nghĩa, rồi lớn lên trong đói nghèo, què quặt và lạc hậu về tư tưởng. Đã 50 năm tuổi đời lặng lẽ trôi qua mà tôi chưa bao giờ được chính thức gọi tiếng gọi thiêng liêng cao cả, đó là tiếng gọi thầy. Ngoài người duy nhất mà tôi có thể gọi là thầy, đó là thân phụ tôi. Và bên cạnh đó, tôi cũng gọi sách là thầy của tôi. Những năm tháng tuổi thơ tôi tuy đã đi qua và đi xa, nhưng mỗi khi nhìn lại thì thấy thương và tội nghiệp cho bản thân, cũng như không biết bao bạn bè cùng trang lứa của tổ quốc, của quê hương đất mẹ Việt Nam thương yêu. Tuổi chưa đến trường đã phải bắt ốc hái rau, hái củi hàng ngày, mà cho tới tận ngày nay, quê tôi có lẽ chính vì cái nghịch cảnh bị cai trị, bị áp bức bởi bất công và gông cùm xã hội chủ nghĩa, nên dù ai có chú tâm tìm thầy cũng khó, lại có khi có thể nói rằng ở cái đất nước xã hội chủ nghĩa, hầu như cũng chẳng mấy ai xứng đáng được thiên hạ gọi là thầy. Vì để xứng đáng, để xã hội trân trọng kính cẩn gọi là thầy, thì ít ra người thầy mà tôi muốn đề cập ở đây, ngoài kiến thức căn bản để huấn luyện truyền đạt cho hậu thế, cho mầm non tương lai của Tổ quốc, thì điều tối thiểu trong và ngoài bản thân người thầy ấy còn phải có nhân cách, nhân bản, đạo đức, tinh thần yêu tha thiết quê hương, yêu Tổ quốc, yêu đất nước, yêu đồng bào và yêu mến trẻ thơ như yêu chính thân thể mình. Người thầy dạy phải có một chí dũng trí hùng, có lý tưởng chính nghĩa, sẵn sàng sống và hy sinh vì sự nghiệp giáo dục nước nhà. Lại cần có một tâm hồn thanh tao, cao thượng, nhẫn nại, kiên trì, giúp đỡ dạy dỗ mầm non tương lai của nước Việt nên người nên nghĩa, như lời tiên sinh dạy bảo, tiên học lễ, hậu học văn, giúp các cháu học làm người nết na lễ phép, biết kính trên nhường dưới, biết kính trọng thầy cô, thương mến bạn bè. Ngoài ra những điều như dạy các cháu ý thức về quốc gia dân tộc, độc lập chủ quyền biển đảo đất liền, bảo vệ môi trường, biên cương lãnh thổ và rèn luyện sức khỏe thể dục thể thao hàng ngày. Thật ra ngần ấy cũng chỉ mới là những yêu cầu căn bản và tối thiểu của một người thầy, chứ chưa cần nói, chưa cần đòi hỏi nhiều hơn. Quả thực kiếm đâu ra những người thầy như vậy, hỡi đất nước xã hội chủ nghĩa? Chính vì thế mà trong nhiều năm qua, hoàn cảnh trớ trêu đã không cho phép mình có nhiều chọn lựa. Cái môn mà tôi say mê học hỏi không phải là khoa học, âm nhạc hay văn chương. Môn mà tôi thích nhất là hai môn đạo đức và nhân bản mà tôi đã cố công rèn luyện hàng ngày. Gần như nó trái ngược hoàn toàn với bối cảnh thực tế tại Việt Nam, là nơi mà tôi ngày ngày phải chứng kiến. Đó là bối cảnh xã hội chủ nghĩa của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, chủ trương tôn thờ chủ thuyết vô thần và vô đạo. Những thuở còn tấm bé, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều những câu tuyên ngôn của Cộng sản như trời già dẹp lại một bên để cho Cộng sản tiến lên làm trời. Chúng còn dạy thanh niên học sinh qua những bài học rằng chẳng mưa từ chín tầng mây thì mưa từ những bàn tay con người, đào núi và lấp biển vân vân. Mà chúng nó dạy và chúng nó làm thật. Cụ thể là môi trường thiên nhiên giờ này coi như đã bị Cộng sản xóa sổ hoàn toàn. Rừng không còn cây, nước không còn cá. Sự vô đạo của tà quyền Cộng sản phi nhân, phi nghĩa, chúng đã che khuất tư tưởng của biết bao thế hệ tuổi trẻ miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.
chúng đã biến tư tưởng trong sáng của tuổi trẻ Việt Nam thành đen tối, nhu nhược và u mê lầm lạc. Chúng đã dùng chủ thuyết vô thần để tẩy não những tầng tầng lớp lớp con người Việt Nam hiếu đạo, trở thành những kẻ khát máu đồng bào, vong ân bồi nghĩa với tổ tiên tiền nhân. Khoảng 30-40% những trẻ em trong làng theo cha mẹ rời quê hương ngày ấy, trong số đó có tôi, rời quê cha đất tổ nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi đi đến vùng trời xa lạ, nơi đất khách quê người xuôi xuống miền Nam. Hành trang mà tôi mang theo chẳng có gì ngoài bài ca và những bài thơ ca ngợi tên Việt gian gián điệp Tàu Cộng giả danh Hồ Chí Minh Nghệ An và bè lũ cộng sản vô thần. Vì tuổi đời còn non xanh thơ dại, ngày ngày tôi phải hành kế mưu sinh, còn đêm đêm tôi bàn với đèn sách. Và từ những năm tháng ấy, sách là thầy của tôi. Bên cạnh đó, tôi may mắn ít nhiều được tiếp xúc với những quyển sách nói, đó là những nhân chứng lịch sử đang hiện hữu bằng người thật việc thật, chỉ cho tôi nhìn thấy sự thật. Đó là một số ít những quý cô chú bác thuộc giới cựu quân nhân, quân lực cán chính Việt Nam Cộng Hòa, mà khi ở miền Bắc, cộng sản vô thần hướng dẫn chúng tôi gọi họ là ngụy quân, ngụy quyền. Cứ mỗi lời tâm sự của quý cô chú cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là một bài học giúp tôi tò mò tìm hiểu sự thật và hun đúc trong tôi chí khí nam nhi cùng những ước mơ và ước vọng sống đời tự do trong tôi bùng lên mỗi ngày. Tôi cô đơn lang thang đi tìm điều tôi mong ước, và vào khoảng giữa mùa hè 2016, tôi tình cờ gặp được một người lạ thay. Người ấy lần đầu tiên tôi mới bắt gặp, nhưng sao mà thấy như đã quen cả ngàn năm. Tôi như cá tìm về với nước nguồn, ngay từ giây phút ấy, sức sống dân tộc bỗng hồi sinh, niềm hy vọng dâng trào trong tim. Ngay lập tức, tôi và gia đình đã trưng cầu mà không một chút do dự. Và cũng từ đó, tôi đã liên tục giới thiệu cho mọi người về Thủ tướng Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2017, tôi đã hưởng ứng tinh thần của Thủ tướng bằng việc biểu tình ngay trong nhà mà không ra đường. Xin mở ngoặc nói nhỏ chút xíu, cũng ngay chính ngày ấy, tôi bắt đầu livestream để nói về sự thật và chỉ trình bày sự thật mà thôi. Như quý vị đã biết, trong cái gọi là xã hội chủ nghĩa, phi nghĩa, thì con người sẽ bị coi như vô nghĩa. Người đã biến đổi tôi từ phi nghĩa trở về với chính nghĩa, đồng thời giúp tôi biết phân định rõ đúng sai, thiện ác, chánh tà. Người đó chính là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Vào tháng 10 năm 2019, tôi lại có thêm vinh dự được trở thành người của Tổng thống. Tôi đã ký đạp mặt tên Việt gian Hồ Chí Minh và trình đơn tham gia chính phủ. Dấu ấn đậm nét nhất trong đời tôi là khi tôi được vào trong phòng họp FCC. Từ ngày ấy, tôi vô cùng hạnh phúc vì được làm học trò của thầy, người thầy tôi yêu mến tên là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, dạy cho tôi môn học cứu dân cứu nước dựa trên hiến pháp quốc gia và công pháp quốc tế. Trực tiếp được đích thân người thầy tôi ân cần dạy bảo cho tôi nhiều những ý tưởng và những khái niệm về một xã hội Việt Nam phú vinh và cường thịnh. Bằng phương pháp sư phạm siêu phàm, thầy đã trình bày những nội dung và bài học vô cùng mạch lạc, lôi cuốn và đầy sức hấp dẫn, thu hút sự tập trung chăm chú của người nghe. Những phạm trù kiến thức mà thầy tôi truyền đạt cho học trò vỏn vẹn chỉ có văn hóa, tự do, độc lập, chủ quyền biển đảo, đất liền, nhân quyền, nhân bản, đạo đức, khoa học, lịch sử, kinh tế,
chính sự mở ngoặc, chính trị đóng ngoặc, quân sự chỉ huy lãnh đạo, vân vân, rất bao quát mà rất căn cơ, căn cứ trên luật pháp quốc gia và công pháp quốc tế. Đồng thời, thầy đã ân cần hướng dẫn cách cụ thể và kỹ kẽ cho các học viên biết vận dụng và vận hành hiến pháp ấy cách đúng đắn và đạt hiệu quả. Thầy còn dạy chúng tôi cách loại bỏ tất cả các tạp niệm gây trở ngại cho cá nhân và tập thể, không giúp ích gì cho hiện tại mà chỉ gây nguy hại. Hậu quả ấy còn liên lụy cả tương lai. Thầy của tôi có một kiến thức lớn, rộng, sâu và xa, đủ để hướng dẫn cho cả một cộng đồng nhân loại trên hành tinh này một lối đi duy nhất để đi đến hạnh phúc, hưng quang nòi giống và xanh tươi đời sống. Ngài đã linh hóa và ấn ký thành văn tự, đó là chủ thuyết tân dân chủ, nghĩa là tân dân minh đạo, rất nhân chủ và dân chủ. Tôi xin được trích lược như sau. Chủ đạo Việt có truyền thống vô bại và văn hóa đại hòa, được ấn chỉ, ấn quyết và đã ấn chứng trong suốt nguồn mạch văn hiến văn lang, lấy làng làm căn bản xã hội, được minh xác trong kinh Dương Vương là quốc đạo, là minh triết, rất nhân chủ và dân chủ, nay được gọi là tổ tiên chánh giáo, đại đạo sinh tồn của Việt Nam. Và tới đây, hy vọng sẽ là kỷ nguyên mới của nhân loại, được mặc khải là tân dân minh đạo, được phát khởi trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tân dân năm 1987. Đại đạo sinh tồn là nhu cầu sống thực tại và thăng hoa của nhân loại, có mục đích phù trợ cho các đại tôn giáo trên con đường giải thoát, cứu độ hay cứu rỗi chúng sinh. Lịch sử cứu quốc và kiến quốc hiện nay phải triệu tập cho được anh hào, anh thư, Tuấn Kiệt Việt Nam trong nước và toàn cầu để tụ cho được nguồn linh khí thiêng liêng vô bại của đất trời Việt Nam, của xương tủy máu thịt Việt Nam, của nền văn minh văn hiến Việt đạo đã được của nền văn hiến Việt đạo đã được sáng hóa bởi tiền nhân, do nhân dân và của chính chúng ta vậy. Chủ lực Việt phải thâu nhập linh khí để phát huy minh trí và minh triết cho chính thân tâm mình, gia đình, dân tộc và nhân loại. Thầy tôi quả là chính nhân thiên mệnh, đã xuất hiện thành nhân vị, đã hiện hữu giữa nhân gian, và trong con người ấy chất chứa sự tinh tú của nhân loại vũ trụ. Điều mà tôi yêu quý nhất nơi cung cách của thầy tôi là lòng từ bi bác ái đầy tình thương, thương yêu dân tộc quê hương, chính trung với tổ quốc, nhẫn nại trước khó khăn, bền gan trước nghịch cảnh, can đảm trước hiểm nguy, từ ái với kẻ bất công, bao dung với cả quân thù, biết nhục với nỗi nhục mất nước, biết đau với nỗi đau đồng bào, ung dung giữa bá tánh thiên hạ, và đang hiên ngang trực chỉ tiến thẳng về Sài Gòn thủ đô năm xưa, với những bước đi vững vàng, dù trên đôi vai đang mang cả đôi gánh mệnh tình non nước Việt Nam quê mẹ, đang ngày đêm phải oằn mình rướm máu bởi giặc Bắc ác lang không phút bình yên. Thầy tôi còn là bậc thầy về khoa tâm lý, mau mắn hiểu thấu những hoàn cảnh, những câu phát biểu và kể cả những từ ngữ trong từng lời nói của từng người, và linh hoạt trong bất cứ mọi tình huống, kể cả những lúc học trò mắc lỗi. Thầy đã khôn ngoan khéo léo xử sự cách nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu sự cứng rắn cần thiết, để cuối cùng cả thầy và trò đều đi đến một kết cục đầy lòng cảm phục, thương yêu và càng quý mến nhau nhiều hơn. Nói cách khác là thầy đã xử sự mọi chuyện cách tích cực, không thể tuyệt vời hơn, và đã giúp tôi tự rèn luyện để trở thành người Việt Nam chân chính. Qua các bài huấn thị điều hành căn bản, bài học làm người Việt quốc gia chân chính, đặc biệt 18 điều suy niệm, thập bát thức
và vô số những lời tâm huyết mà Thầy đã rót vào tim óc của học trò nơi diễn đàn Phục Quốc FCC. Xin dừng tại đây vài phút để quý vị cùng tôi có thêm cơ hội suy gẫm về Thập Bát Thức 18 điều suy điểm. 1. Kho tàng vô tận của ta là nụ cười. 2. Thông minh nhất của ta là tự chủ. 3. Công bình nhất ta có là thời gian. 4. Bản thân nhất của ta là sức khỏe. 5. An ủi nhất của ta là bố thí. 6. Sức mạnh nhất của ta là khoan dung. 7. Thông thái nhất của ta là tình thương. 8. Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi. 9. Thành công nhất của ta là sự lễ độ. 10. Kẻ thù nhất của ta là tham vọng. 11. Cô độc nhất của ta là mặc cảm. 12. Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. 13. Đau khổ nhất của ta là tự ti. 14. Sai lầm nhất của ta là dối trá. 15. Ăn năn nhất của ta là bất hiếu. 16. Tật nguyền nhất của ta là ghen tị. 17. Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. 18. Thất bại nhất của ta là tự kiêu. Thầy tôi tâm nguyện làm tướng sĩ vì lý tưởng bảo quốc an dân. Nhưng kỳ lạ thay, thầy đã phải một mình sống ẩn dật như bậc tu hành suốt 25 năm, niệm sách thánh hiền, tu thiền nghiệm định, phác hòa và phác thảo ra một quang lộ cho bộ tộc Lạc Hùng hiên ngang bước đi vào thiên niên đại kỷ, và hướng cả nhân loại đến một nền quang lạc vĩnh kiếp vạn thu, một phạm trù xã hội tự nhiên đầy lý tưởng. Như thế, thầy của tôi không những là người thầy vĩ đại mà còn là người thầy nhân loại. Bằng một trí huệ minh sáng, thầy đã mở ra cho nhân loại một hướng đi chung mà không một quốc gia nào trên thế giới còn phải tìm lối đi riêng nào nữa. Bằng một trí huệ minh tâm, thầy đã trình ra một định luật có tính thông thiên tri, mở khí nhân, sáng linh tâm, nhằm canh tân tư tưởng loài người. Định luật này không tách rời khỏi chân lý, nhưng lấy chân lý làm căn bản và sẽ giúp các tôn giáo phát triển cách tốt đẹp và bền vững, giải thoát các cơ chế tôn giáo thoát khỏi những tạp niệm đang bao vây và bủa kín trăm bề, giúp loài người vượt thoát ra khỏi những khái niệm mù tối đã và đang nhấn chìm hoặc đang đeo bám họ suốt thế hệ này sang thế hệ khác. Phần các tôn giáo xin có chút nhận định mang tính khách quan lẫn chủ quan. Mặc dù các tôn giáo lâu nay vẫn không ngừng bỏ lê qua lại để thương thuyết cắt giảm bớt những định kiến tôn giáo bất di bất dịch và cũng không ngừng cổ vũ cho một kho giáo lý đầy lý thuyết suông và triết lý rườm rà, còn hành động thì như một gã khờ cố bịt mắt ra đường xin ăn, hay sốt sắng chạy quanh như gà mắc tóc, hoặc như anh chàng lười ban ngày nằm ngủ chờ sáng trăng mới đi cắt cỏ bò. Nhìn thấy cách sống đạo của đạo hữu các tôn giáo trong nước Việt Nam hiện nay chán ngán chán ngay. Kể từ sau mật ước Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên hay thời kỳ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa gọi là thời kỳ mở cửa, chung quy là thời kỳ 1990, hàng ngàn ngôi nhà thờ và hàng vạn ngôi nhà chùa được đảng cho phép mọc lên như nấm. Song song với việc xây dựng đền thờ thì đảng cũng đã cấp cho hàng triệu công dân xã hội chủ nghĩa tấm giấy với cái con dấu màu máu và hàng chữ chứng nhận tu sĩ. Cái nghịch lý ở đây mà quý vị thấy đó là đảng mở cửa và cổ vũ cho tự do tôn giáo. Ấy thế mà lạ thay, đạo đức xã hội Việt Nam cũng từ đó mà banh chành tơ lông. Làm phép tính nhẩm sơ sơ, cứ mỗi ngôi nhà chùa, nhà thờ mọc lên, đảng kiếm được khoảng vài triệu đô la, in tiền hồ cho dân chúng xài chơi. Thế mới có thể nói,
sớm hôm kinh lễ nhà thờ ra đồng vác cuốc đào bời sâm canh. Nó phản ảnh kết quả của việc dạy dỗ giáo dục Việt Nam hiện nay. Chúng dạy lịch sử mà không dạy Việt sử, dạy toán mà không rành công thức toán, dạy văn mà không biết đường văn, dạy đạo mà không biết hành đạo. Đừng nên bỏ Chúa theo thần, gốc mà không giữ, ngọn cành làm chi? Trong phòng họp FCC, thầy đã chỉ ra cho mỗi thành viên quốc hội cách hiểu và thực hành để biết phân định đúng sai, thiện ác, chánh tà. Chỉ tiếc rằng có một vài thành viên đã cảm thấy bài học dường như quá khó. Triết lý đơn giản mà căn bản của thầy tôi là thức ăn ăn vào sẽ biến thành máu nuôi cơ thể, thì việc đọc sách phải biến nó thành hành động gì đó. Nhân loại có tồn tại được trên vũ trụ này không phải do bởi phát minh khoa học hay bởi sự sáng tạo, sáng chế công thức mới lạ, và cũng không phải nhờ vào việc đào bới tài nguyên, khai thác dây chuyền, hoặc những quy thức hay những định thuyết nào ngoài vỏn vẹn hai chữ thương yêu. Chủ thuyết tân dân chủ có khả năng dịch chuyển tư tưởng nhân loại xích lại gần nhau, sống chung với nhau một cách êm ái, thuận hòa, giúp nhân loại biết hành động chia sẻ. Như vậy, các quốc gia sẽ không còn lý do hay lý cớ nào để tranh giành tranh chấp khi quyền lợi đã được tôn trọng và yêu thương được đong đầy. Ôi người thầy của tôi, người thầy nhân loại, người thầy vĩ đại, đã giúp tôi có thêm sự hiểu biết và sẽ cho tôi cơ hội hành động. Hành động yêu thương đối với đồng bào tôi. Kính lạy Thượng Đế Toàn Năng, xin tạ ơn Ngài đã cho tôi diễm phúc. Khi tuổi đời đã xế bóng, tôi vẫn còn cơ hội được làm người học trò để tôi được gọi lên tiếng Thầy. Tôi xin hứa sẽ vận dụng những kiến thức mà Thầy đã ân cần chỉ dạy để phục vụ đồng bào trong chiêm nhường và làm cho anh chị em Việt Nam tôi được hạnh phúc. Bài thuyết trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trân trọng kính cảm ơn Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Kính cảm ơn quý đại biểu Quốc hội đã lắng nghe. Trân trọng. Cái đó là một bài viết của đồng nhiệm người thầy của tôi, thì chắc là quý đồng nhiệm này là nghĩ là Đức Quốc Công Tổng thống là một người thầy đã dạy cho đồng nhiệm có nhiều kiến thức biết về tình hình đất nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam, chính trị và tất cả những gì mà đồng nhiệm này chưa bao giờ học qua những người thầy khác. Thì không phải là chỉ cái đồng nhiệm này mà gọi Đức Quốc Công là ân sư của tôi, nhưng mà đối với Pha thì Pha cũng gọi giống như vậy. Tại vì chúng tôi cũng có cái tâm giống nhau và cái tâm nguyện giống nhau là giúp dân cứu nước. Thì nếu mà gặp được Tổng thống Đào Minh Quân, đây là một niềm vinh dự để mà cùng góp một bàn tay như Pha đã nói. Đất nước Việt Nam là địa linh nhân kiệt thì dĩ nhiên phải có những người anh hùng tài ba xuất chúng. Thì Đức Quốc Công là người mang cái sứ mệnh cao cả để giải cứu dân tộc Việt Nam. Nếu anh chị em nào có tấm lòng yêu quê hương đất nước thì mời vào cái đường link trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý trước 15 tây tháng 10 2020 thì hoàn toàn miễn phí. Còn sau ngày 15 tháng 10 2020 thì anh chị em phải trả miễn phí, trả lệ phí trưng cầu dân ý để trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì tất cả quý đồng nhiệm cũng đã viết những cái đường link trưng cầu dân ý ở dưới comment. Còn nếu anh chị em nào mà muốn nghe thì Pha nghe, Pha đọc lại một lần trong những cái đường link trưng cầu dân ý. Hiện nay có đường link mới nhất là www.vietnamcộnghoa.com, tức là Việt Nam Cộng Hòa, anh chị em viết nguyên chữ chính liền và viết thêm con số 3.com. Đó là đường link mới nhất.
Còn những đường link như là trưng cầu dân ý viết tắt .us hay là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý viết tắt .com. Còn cái trang mà để đón tổng thống, để ghi danh đón tổng thống thì www.đóntổngthốngviếtchínhliền.com. Đó là đường link để anh chị em ghi danh để đón Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân hồi hương. Thì bây giờ Pha mời tất cả anh chị em nghe sấm thiên thơ. Đây là những cái sấm nói về đất nước cũng như là nói về Tổng thống Đạo Minh Quân. Thì bây giờ Pha mời anh chị em nghe nghe đoạn sấm này. Hết oán tiền kiếp. Bây giờ để ba Pha bắt lại để em tôi tại vì cái đó cho bắt ngang quá. À bây giờ Pha mời tất cả anh chị em nghe đoạn sấm này nha. Bài thơ sấm thiên thơ. Biển đông lai đồng sóng hành, trên thì nước ngọc dưới thành dầu. Sống nữa. Bài thơ sấm thiên thơ. Năm hai gốc mục đâm chồi, chín năm dòng hồi cô hương, mười năm chất chứa máu xương, chín năm phạt bắt
thần mất chính ưu phiền, những ân đức tòa ngoan niên phục hồi. Đức căn đã cứu con côi, chính người lấy bày cùng tôi phụng thời. Thân kia đã cứu lấy đời, không còn thảm nàng như lâm cư hết oan tiền kiếp mơ mới phù chính cương. Trang 8 phần 2. Đó là Sấm Thiên Thơ, năm 2 góc 1 năm chòi, thì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sinh ngày 16 tháng 9 năm 1952. Thì ở trong này có những cái đoạn như là cứu người thảm nạn, như lời di thư. Thì anh chị em có thấy sau lưng của Pha có 8 chữ không? Lấy lại đất tổ không làm khổ dân, lấy lại đất nước Việt Nam mà không muốn làm cho người dân khổ. Và hồi nãy giờ Pha ngồi đây, Pha thấy có người là nói Pha ngồi trước cái bàn thờ gì, anh chị em có biết chữ Việt Nam không vậy? Bàn thờ Tổ quốc, 4 chữ bàn thờ Tổ quốc đó. Thì bây giờ cái live stream cũng quá dài, bây giờ Pha mời tất cả anh chị em cùng Pha cầu nguyện mà cho đất nước Việt Nam của chúng ta được sâu sáng khắp quả đi cầu, và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sớm hồi hương, về sớm một ngày thì dân Việt Nam chúng ta thoát khổ một ngày. Pha xin kính mời. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim CA 92814. Lời cầu nguyện. Lại đấng tối cao, thượng đế, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con thoát quả cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, nhẫn nại, đoàn kết, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cũ, để nhà nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Quân Thánh Đức. Xin gìn giữ cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng đáng tự hào, bất khuất và hùng mạnh như gương cổ vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt. Cảm ơn tất cả anh chị em đã cùng Pha dâng lời cầu nguyện. Và bây giờ trước khi kết thúc chương trình, Pha mời anh chị em nghe một bài hát cũng rất là quen thuộc. Đó là bài hát Trưng Cầu Dân Ý. Đây là bài hát gửi đến cho tất cả anh chị em, ai có tâm lòng yêu nước, ai nhận ra Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì tự anh chị em sẽ quyết định tương lai của mình. Sướng hay khổ là do anh chị em chứ không ai khác. Chúng ta tự quyết định cuộc đời của mình, không ai
có thể bắt chúng ta phải chọn lựa cái gì cả. Hoa lên đây để loan truyền thông báo và để anh chị em tự quyền chọn lựa. Nếu anh chị em không chọn đúng đường và anh chị em không muốn chọn cái đó thì cái khổ là anh chị em chứ không phải là tổng thống, đoàn quân hay tất cả quý đồng nghiệp. Bây giờ Phong mời tất cả anh chị em nghe bài hát Trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý sạch bóng hung hô thang hàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cờ xuân xanh, bầu đào vinh quân thương dân vì nước quyền bình, đoàn kết chung sức say tổ quốc ta yêu. Khi va chấp dứt chương trình, pha mời tất cả anh chị em cùng pha nêu cao ba lời thề son sắt. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất, bất khuất. Cương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly, bất ly. Hoa Lê xin trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công, Tập thống Đào Minh Quân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Kính chào quý đồng nhiệm trong Chính phủ Đại tam Việt Nam Cộng Hòa cùng tất cả đồng bào, anh chị em trong và ngoài nước. Chúc một đêm an lành, tràn đầy hạnh phúc và luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Và hãy giữ vững lòng tin chào đón bình minh về trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Trân trọng kính chào tạm biệt.